Đây là bộ anime hot nhất năm 2020 và sẽ trở lại trong tháng 7 năm nay để sát cánh cùng các thầy cúng trong công cuộc dùng tay chân hay thậm chí là cả miệng để thanh tẩy những con quái vật bị nguyền. Chú thuật hồi chiến. Đây là Itadori Yuji, một nam sinh bình thường với sở thích bất thường, kiểu thích tham gia nghiên cứu các hiện tượng ma quái nhưng lại có sức mạnh thể chất phi thường. Ném cầu sắt xa hơn 23m, chạy 50m trong 3 giây này. Vẫn chưa thấy phi thường à? Thế thì hãy đến với chùm cuối, nơi có một đống những mẫu áo thun xịn sò với mẫu mã đa dạng. Tuy không thể biến bạn trở thành một kẻ như Yuji, nhưng sẽ khiến bạn nổi bật trong đám đông với dáng vẻ độc lạ, không lẫn vào đâu được. Mua đây. Như bao nam chính trong các bộ shonen khác, Yuji không còn cha mẹ từ nhỏ và sống với ông nội. Cuộc đời cậu bước sang trang mới khi người thân duy nhất cũng rời đi. Trước khi về bên tiên tổ, ông khuyên cậu rằng sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Và hãy cứu giúp mọi người để khi chết còn có người thắp nhang cho, đừng như ông. Và trang tiếp theo được lật khi cậu gặp Fushiguro Megumi, một chú thuật sư trẻ ngang với Yuji, người mà hiện tại đang nhận một nhiệm vụ đi thu hồi chú vật đặc cấp. Nhưng khi đến điểm chứa thì không thấy thứ đó đâu. Trong khi đi điều tra, cậu đã cảm nhận được mùi của thứ đó trên người Yuji nên muốn đến lấy lại. Theo lời đầu tua tủa kể thì ở Nhật Bản mỗi năm đều có những vụ chết người hoặc mất tích bí ẩn. Nguyên nhân chính xuất phát từ những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại, trở thành những lời nguyền. Nơi đâu cảm xúc càng mạnh thì lời nguyền càng khỏe. Nhiều ngôi trường đã lấy các chú vật để trừ tà. Tuy nhiên chú vật ở trường Yuji thì chẳng những không thể trừ tà mà còn siêu siêu cực kỳ siêu tà luôn và đặc biệt nguy hiểm. Yuji bèn ok đưa. Mỗi tội là cái chú vật đó cậu lại không cầm. Nó đang trong tay hai anh chị khóa trên cùng câu lạc bộ tâm linh với cậu. Chả biết hai ông bà này lấy can đảm từ đâu mà đêm hôm ngồi bóc chú vật ra nghiên cứu. Hết cứu, nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Megumi và Yuji tốc biến đến trường trước khi điều tồi tệ xảy ra. Nhưng họ đã quá muộn. Mùi xú uế bao trùm khắp trường, báo hiệu sự xuất hiện của lời nguyền. Megumi bảo Yuji đứng ngoài còn mình sẽ lao vào bên trong cứu người. Cách chú thuật sư chiến đấu khác với các thầy cúng thông thường. Họ thường sở hữu những skill đặc biệt gọi là thuật thức. Thuật thức của Megumi mang tên Pokemon. Với nó, cậu có thể triệu tập các thức thần từ bóng của mình. Trong tình huống này, Megumi quyết định chọn cặp hắc bạch husky. Vừa dọn dẹp lời nguyền chắn đường, vừa tìm chỗ hai chú báo kia cho lẹ. Nhưng khi đến nơi, cậu phát hiện ra đám lời nguyền đang cố nuốt hai người họ, cùng với chú vật đặc cấp nữa. Mọi thứ đã too late. Yuji ở bên ngoài thẩm lời ông dậy, bất ngờ liều mạng nhảy cửa sổ và giải cứu thành công hai senpai của mình. Đồng thời Megumi cũng ra đòn thanh tẩy xong đám lời nguyền. Thứ bùa chú kia chính là ngón tay của Sukuna, chú nguyền sư kiêm lời nguyền mạnh nhất và đáng sợ nhất. Lũ lời nguyền luôn trực chờ để sực mấy ngón tay này để được gia tăng chú lực. Đang định trả lại thứ nguy hiểm đó cho Megumi thì từ trần nhà một lời nguyền tấn công Yuji. Megumi vội lao lại cứu và thế là cậu chịu đòn thay. Sức mạnh của con lời nguyền này quá ghê gớm. Nó đập cho Megumi nội thương lẫn ngoại thương có đủ. Để sử dụng thuật thức nom cũng khó. Bất chấp nguy hiểm, Yuji vẫn ra sức đối đầu với con lời nguyền đó. Nhưng do cậu không có chú lực nên mấy đòn chỉ như tẩm quất rác hơi và nhanh chóng bị nó tóm gọn. Với tâm thế không còn gì để mất, Yuji quyết định test nhân phẩm bằng cách nuốt ngón tay của Sukuna. Trong sự trầm trồ đến phát hoảng của Megumi, ngay lập tức Yuji thoát khỏi vòng tay của con quái. Và một chạm của cậu là đủ để nó bay màu tại chỗ. Người thường mà nuốt cái này thì thường là chết luôn. Và cơ hội sống sót là 1/1 tỷ. Nhưng Yuji đã may mắn. À khoan, đó không phải Yuji mà là Sukuna. Hắn đã chiếm lấy thân xác Hứa Tóc Hồng. Đây chính là tình huống xấu nhất mà Megumi có thể nghĩ ra. Quả này thế giới coi như xong. Ai ngờ Hứa Yuji lì phết. Cậu ra sức phản kháng để lấy lại cơ thể. Nhưng dù được hay không thì cậu đã là một nguyền hồn rồi. Mà đã là lời nguyền thì phải thanh tẩy, nhưng Megumi lại không nỡ. Đang khó nghĩ thì Gojo Satoru, thầy giáo của Megumi kiêm chú thuật sư mạnh nhất hiện tại và kiêm nhiều thứ khác, xuất hiện. Sau khi biết tin Yuji đã đớp chú vật đặc cấp, Gojo hào hứng xin được thỉnh giáo chiêu thức với vua lời nguyền trong vòng 10 giây, vừa để xem khả năng kiểm soát của cú tóc hồng, vừa để đánh giá xem năng lực của vua nguyền hồn đến đâu. Trong khi Gojo còn đang khởi động làm nóng thì Sukuna đã hấp tấp lao lên tấn công. Nhưng hông bé ơi, anh né kịp rồi, không chịu nhục cho một thằng danh. Sukuna liên tục lao đến, ngay cả tuyệt kỹ đã xé nhỏ con lời nguyền trước đó cũng chẳng xi nhê. Kết thúc 10 giây, Yuji lập tức lấy lại thể xác của mình. Gojo thấy thế thì bảo cô này đặc biệt ghê, rồi đánh ngất Yuji, đưa về trường chú thuật chờ phán xét. Megumi hiểu rằng theo luật thì Tóc Hồng phải chết, nhưng cậu mong rằng thầy sẽ tìm được cách cứu người bạn mới này. Và Gojo đồng ý. Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt Yuji là một nơi chứa đầy bùa chú và ông thầy Gojo. Sau khi chào hỏi và giới thiệu, Gojo cho Yuji hay tin rằng cậu đã bị phán án tử, nhưng sẽ được hoãn thi hành nếu cậu đồng ý thành vật chứa cho Sukuna. Bởi hiếm có kẻ nào có thể chứa được sức mạnh ghê gớm ấy. Hơn nữa những ngón tay ấy không thể bị phá hủy. Vậy nên thay vì xử tử ngay thì Yuji có thể nuốt hết 20 ngón tay rồi thu dọn hành lý cùng Sukuna về miền cực nhọc. Dĩ nhiên nếu cậu muốn đi luôn thì luôn cũng được, tùy cậu chọn. Sau khi đến thăm hai senpai của mình, thấy họ đang thân tàn ma dại trong viện, lại nghĩ đến lời dặn dò của ông, Yuji quyết định chấp nhận kèo làm avatar cho vua nguyền hồn cho đến khi đủ 20 ngón sẽ quyên sinh. Để tặng quà chào đón, Gojo đưa luôn ngón thứ hai cho Yuji mâm. Tưởng chừng như sau khi nuốt ngón thứ hai, Yuji sẽ khó kiềm chế sức mạnh của Sukuna hơn. Nhưng không, hai ngón vẫn chưa đủ để Yuji mất control. Để tiện theo dõi, Yuji sẽ theo Gojo và Megumi trở về trường chuyên chú thuật, nơi không cần thi đại học cũng có thể hành nghề. Trước khi được nhận vào trường, Tóc Hồng được Gojo đưa đến phòng hiệu trưởng.
mở đầu cho buổi phỏng vấn, Yuji đã bị hỏi về lý do tại sao cậu muốn vào đây. Khi nghe cậu nói rằng mình nhập học vì ước nguyện của người khác, hiệu trưởng ngay lập tức cho đánh rớt. Nhưng chưa rớt hẳn, ngồi đấy trả lời lại đề, nhưng mà trả lời sai thì ăn đòn. Xong ông dùng chú hài, mấy con thú bông được truyền chú lực do ông chế tác để đập cậu nếu dám nói linh tinh. Ông hiệu trưởng nhấn thêm về độ khắc nghiệt của cái nghề này. Có làm cũng chưa chắc có ăn đâu, bởi vì dễ ngỏm, nếu không có động lực rõ ràng sẽ không thể tồn tại được. Mấy cú đấm của gấu bông có vẻ hiệu quả phết. Yuji cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý mà đưa ra một câu trả lời khiến hiệu trưởng chấp nhận. Sau khi qua được vòng phỏng vấn, giờ là lúc để nhận phòng ký túc. Yuji được Gojo giải thích thêm về nhiệm vụ chứa Sukuna. Cậu không chỉ đóng vai trò hấp thụ ngón tay của hắn, mà sẽ còn là một cái radar để dò ra chúng. Nên là không được ngồi không chờ buffet ngón đâu. Hôm nay Gojo dẫn theo Yuji và Megumi ra nhà ga đón chào tân sinh thứ ba. Cô nàng đến từ thôn quê Kugisaki Nobara. Cô này theo học vì chán sống ở thôn quê mà muốn lên ở thành phố và được trường bao nuôi. Có lý do sâu xa hơn thì cô không muốn chia sẻ, thì là vì Noraba không ưa cuộc sống ở nơi mà cô coi là chết rồi, và cũng vì người chị tên là Saori nữa. Sau khi cho ba đứa học trò làm quen nhau, Gojo liền tổ chức một tour du lịch khám phá Tokyo. Với hai đứa tỉnh lẻ lên thành phố như Nobara và Yuji thì hào hứng vô cùng. Và để đáp lại sự hào hứng ấy, anh thầy quyết định đưa cả bọn đến Roppongi. Nghe thì hào nhoáng, nhưng hóa ra lại là một ngôi nhà gần nghĩa trang sặc mùi lời nguyền. Megumi được miễn, còn Nobara và Yuji thì phải thanh tẩy lời nguyền trong đó để cho Gojo có thể đánh giá năng lực. Vì Yuji chưa thể kiểm soát được sức mạnh chú lực nên Gojo tặng cho cậu một con dao bầu cách tân để phòng thân, đồng thời dặn học trò cấm hack game bằng Sukuna. Với sức mạnh của hắn thì thanh tẩy lời nguyền là việc muỗi, nhưng sẽ là thảm kịch với những người xung quanh. Thực tế bài kiểm tra này dành nhiều cho Nobara. Gojo muốn kiểm tra tính phù hợp của cô cho công việc này. Vừa vào bên trong, cô nàng đã đòi tách nhóm để làm việc cho lẹ. Yuji liền bị một con lời nguyền tấn công, nhưng mà nó cũng gà gà nên chẳng mấy chốc đã bị cậu xử đẹp. Bên Nobara thì game chả khó mấy. Cô đi vào một căn phòng chứa toàn mana canh, và cô nhìn sơ đã biết con nào là lời nguyền cải trang. Ngay lập tức cô lấy pháp khí của mình ra, gồm đinh và búa được buff thêm chú lực. Một khi đã trúng đòn thì lời nguyền khó mà có thể thoát cho được. Sau khi end game với con nguyền hồn, Nobara phát hiện ra có một cậu bé đang giúp ở gần đó. Chưa kịp giải cứu cậu nhóc kia thì đột nhiên có một lời nguyền khác xuất hiện. Nó ghê gớm hơn những con khác ở chỗ là có tư duy, nên thay vì đâm đầu và chiến, nó vơ cu kia làm con tim. Chọn con tim mới là nghe lý trí. Nobara quyết định chọn con tim, hạ luôn vũ khí xuống, đầu hàng vô điều kiện. Tưởng quả này Nobara xin vĩnh biệt thì Yuji đột ngột xuất hiện, cắt phăng cánh tay lời nguyền, giải cứu con tin thành công. Thế tình thế không hay, con quái tính chạy trốn, nhưng mày không thoát được đâu con dai. Nobara lấy Annabelle rơm ra để đặt lên cánh tay còn sót lại của nó, rồi kích hoạt thuật thức gõ cái cong vào con búp bê, hoạt động na ná kiểu hình nhân bùa ngải. Thế là con lời nguyền ngỏ. Bài kiểm tra kết thúc. Sau khi đưa đứa trẻ về, Gojo liền mời cả bọn đi đánh chén một bữa coi như là tiệc chào mừng. Trong khi nhóm của Yuji đang hào hứng tươi vui thì ở phía tây Tokyo, tại trường giáo dưỡng Eishu, một số phi chú sư đã nhìn thấy một chú tha xuất hiện trên bầu trời. Thế là tổ đội Yuji và các homie lại được cử đến làm công tác thanh tẩy. Nhưng Gojo lại vắng mặt vì đi công tác xa, khiến nhiệm vụ lần này lại càng thêm phần nguy hiểm. Vì kẻ thù thuộc hạng đặc cấp, một chú thai đã nuốt ngón tay của Sukuna, nên ưu tiên hàng đầu sẽ là cứu người còn sống và tránh giao chiến bằng mọi cách trước khi đi vào bên trong. Chứng kiến sự tuyệt vọng của một người phụ nữ có con đang bị giam giữ, Yuji càng thêm quyết tâm phải cứu người cho bằng được. Hiểu được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, Megumi triệu hồi Bạch Husky để đề phòng cả bọn bị tập kích bất ngờ. Tuy nhiên vừa qua được cửa vào, ba thanh niên đã rơi vào bẫy của địch. Một không gian rộng lớn bày ra trước mặt họ, cửa vào cũng lập tức biến mất. Họ nhanh chóng nhận ra ba con tin đã bị giết, trong đó có cả con trai của người phụ nữ kia. Yuji muốn đưa phần xác còn lại ra nhưng Megumi phản đối. Cậu muốn ưu tiên cứu những ai còn sống, nếu không phải vì nhiệm vụ thì Megumi nhất quyết méo thèm cứu đám con tin này, kể cả đứa con của người phụ nữ kia, vì cậu đã nắm thông tin về họ và biết rằng họ là đám cặn bã của xã hội. Thấy hai ông con dài cứ đứng cãi nhau, Nobara lên tiếng phân giải, nhưng giữa chừng thì cô bị bế đi mất. Trong sự ngạc nhiên của hai cu còn lại, lúc này Megumi mới nhận ra Bạch Husky đã mất liên lạc từ lúc nào không hay. Chưa kịp dứt lời kêu Yuji chạy trốn thì con chú thai đặc cấp đã áp sát hai người họ và xin nhẹ bàn tay của Yuji. Tình thế vô cùng nguy cấp, buộc tóc hồng phải thỏa thuận với Sukuna. Tuy nhiên hắn lại từ chối. Với 18 mảnh còn lại thì hắn vẫn có thể hồi sinh, nhưng mà Yuji bắt đầu khích tướng nên Sukuna vẫn cho phép cậu đổi. Nhưng sau khi xong việc, hắn sẽ giải quyết cả hai đồng đội của cậu. Với tình thế này không dùng Sukuna không được, nên Yuji vội bảo Megumi nhanh chân tìm Nobara rồi trốn đi, trong khi mình cầm chân chú thai. Khi nào an toàn thì báo tin và cậu sẽ thả Sukuna ra. Ban đầu Megumi kịch liệt phản đối, nhưng với bối cảnh hiện tại thì đây là cách duy nhất để cả ba có cơ hội được sống. Megumi đành chấp nhận rời đi, rồi triệu hồi Hack Husky để tìm cô bạn. Về phía Nobara cũng gặp nguy hiểm chẳng kém. Cô đang thất thế khi bị bao vây và có khi là đã bị nuốt nếu Megumi không kịp thời đến giải cứu. Trong khi đó, Yuji đang vất vả chống chọi với con đặc cấp kia vì chênh lệch trình độ là quá lớn. Những đau đớn và mệt mỏi khiến Yuji chỉ muốn dừng cuộc chơi, bỏ chạy, nghe theo tiếng gọi của bản năng sinh tồn. Nhưng Yuji vẫn quyết định gạt bỏ suy nghĩ ấy và sẽ phản kháng. Nắm đấm của cậu bỗng bộc phát chú lực. Tuy uy lực chưa đủ để đả thương chú thai, nhưng cậu đã nghe được tiếng báo hiệu rằng hai người bạn đã an toàn. Yuji liền kích hoạt trao đổi để Sukuna xuất trận. Đối mặt với vua lời nguyền, con chú thai bắt đầu
rén. Thấy thằng cu này cũng khá, Sukuna rủ nó ra hành Megumi. Mỗi tội tuổi trẻ chưa trải sự đời, con chú thai tung chiêu tấn công Sukuna. Gọi máy xong, Sukuna lập tức cho nó thấy ai mới là bố. Giao chiến mà cứ như dạo chơi. Khi thấy con chú thai có ý chí chiến đấu ra phết, Sukuna tuyên dương nó bằng cách cho nó thấy thế nào là chú thuật. Vua lời nguyền tung ra skill mạnh nhất của mình, bành trướng lãnh địa, lâu đài tình ái. Ngay lập tức con chú thai bị chia thành nhiều phần rồi tiêu biến. Sukuna đùng đỉnh thu hồi ngón tay mà con quái đã hấp thụ. Công việc hoàn thành, hắn gọi Yuji đổi vị trí, nhưng gọi hoài mà không thấy hồi đáp. Thế là hắn khoái trá trưng dụng luôn cơ thể. Trước đó Megumi đã giao Nobara lại cho quản lý, rồi một mình chờ Yuji ra ngoài. Megumi cảm nhận được lãnh địa đã biến mất, tức là chú thai đã ngỏm. Nhưng người xuất hiện sau đó không phải bạn cậu, mà lại là Sukuna. Thay vì giết cậu nhanh gọn, thì vô lời nguyền lại muốn tâm sự đôi chút. Má nói chuyện thì dùng mồm, mắc cái chi mà say áo. À có mục đích cả. Người thấy đấy, đây là trái tim của Yuji. What the fuck, để nó vô lại đi ba. Từ từ đã, Sukuna thẩm nốt ngón tay mới lấy, rồi ung dung giải thích là nếu giờ Yuji giành quyền kiểm soát thì cậu sẽ chết, nên giờ hắn tha hồ tự tung tự tác. Megumi biết rằng ông bạn sẵn sàng hy sinh, nhưng cậu không đành lòng để Yuji làm vậy, nên giờ phải tìm cách lừa Sukuna gắn tim vào chỗ cũ. Nhưng với năng lực hiện tại thì quá khó. Sukuna quá ao chỉnh, đánh Megumi lăn lông lốc, tình thế quá bất lợi, buộc Megumi phải dùng tuyệt chiêu. Sukuna thấy vậy thì cũng hào hứng hẳn lên, nhưng chưa kịp thi triển thì Yuji đã quay trở lại. Cậu không chần chừ hy sinh để ngăn cản Sukuna. Xác của Yuji được đưa về trường chuyên chú thuật để khám nghiệm. Gojo cũng đã quay trở về, và Gojo không ngu. Anh biết ngay việc điều anh đi công tác và ép ba đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ vượt khả năng đều là hảo sự của mấy lão già cấp cao nhằm thủ tiêu Yuji trong âm thầm. Gojo bèn đe dọa, mấy đứa học trò mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ giết sạch mấy lão khọm. Gojo muốn canh tân cái thế giới chú thuật này, nhưng mà quét sạch lũ khọm kia vẫn là chưa đủ. Vậy nên anh mới tham gia vào làm giáo dục, nhằm tạo ra một thế hệ vừa mạnh mẽ vừa thông minh. Và Yuji từng là một trong số đó. Ở một nơi nào đó tại Tokyo, một nhóm những nguyền hồn xuất hiện. Trong tổ nhóm đó có Geto Suguru, một chú nguyền sư, cùng đám nguyền hồn đại diện cho cảm xúc với đại dương, rừng, lửa và con người. Tạm gọi là Si, Fo, Fai và Mân nhé. Âm mưu của chúng là muốn tận diệt loài người, chiếm thế giới này cho nguyền hồn và lời nguyền. Để thực hiện được điều đó, chúng cần xong hai job. Thứ nhất là phải ngăn chặn được Gojo và Satoru. Thứ hai là phải kéo Sukuna vào team của mình. Về Gojo thì Geto đề xuất sử dụng ngục môn cương, một chú thuật đặc cấp có thể bắt nhốt bất cứ thứ gì. Còn về Sukuna thì hắn bảo kiểu gì chả hồi sinh. Và có khi là hắn đã đúng, vì Sukuna vẫn chưa chết. Hắn đang chèn ép Yuji trong tâm thức của cậu. Hắn muốn phân chia thời gian sử dụng cơ thể, và muốn ràng buộc là khi hắn hô Isku Lao Time, Yuji phải nhường cơ thể cho hắn trong vòng 1 phút. Trong thời gian đó, hắn sẽ không giết hại hay làm ai bị thương. Kèm vào đó, Yuji sẽ quên hoàn toàn vụ khế ước này. Ràng buộc là một thể loại khế ước đặc biệt, nếu không làm theo thì sẽ tự lăn ra mà chết. Kể cả Sukuna cũng phải tuân theo luật. Yuji bèn đồng ý vì thấy có vẻ kèo này cũng ổn, và không đồng ý thì phải chết. Thế là cậu hồi sinh khiến mọi người bất ngờ phết. Thấy vậy, Gojo giờ muốn che giấu sự trở lại của Yuji, tận dụng thời gian trống để training nhiệm vụ cho cậu. Mục tiêu của Gojo là để Yuji tự sinh ra và kiểm soát chú lực, tránh lãng phí và tối đa hóa hiệu quả. Và cách tốt nhất để làm điều đó là xem phim. Khi xem phim, cảm xúc của Yuji sẽ dao động ảnh hưởng đến chú lực phát ra. Nếu chẳng may chú lực sinh ra quá nhiều hay quá ít thì khứa chú hài gấu này sẽ đấm cậu. Tiện đó, Gojo cũng muốn biết thêm về sự hồi sinh của Yuji, có kèm theo bất cứ ràng buộc gì với Sukuna hay không. Dù là có đấy, nhưng mà theo thỏa thuận của hai bên thì Yuji sẽ mất hết trí nhớ về nó. Về phía Megumi và Nobara thì dù cũng thương tiếc cho người bạn đã khuất, nhưng họ đã sớm gạt thương đau và luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Và họ được nhóm 52 rủ đi tham gia đấu giao hữu với trường chú thuật khác, dưới sự hướng dẫn của các anh chị bao gồm Zenin Maki, người không có chú lực nhưng lại siêu mạnh khi được cầm vào chú cụ Panda. Chú hài có thể chuyển dạng để gia tăng sức mạnh, và Inumaki Toge, chú sư hệ mõm, tuyệt kỹ là thao túng tâm lý. Thế là cả hai bắt đầu nâng cao trình độ. Và một buổi tối khi đang trên đường đến cuộc hẹn với hiệu trưởng, Gojo cảm nhận được mùi xú uế của lời nguyền nên quyết định dừng xe để kiểm tra. Đúng như cảm nhận, Gojo đã bị Fai phục kích với thuật thức hỏa hoạn của mình. Hắn ảo rằng sẽ ăn được Gojo, nhưng lửa của hắn như thế là còn quá non và xanh với anh thầy để đôi món giao chiến. Fai quyết định sử dụng các tuyệt kỹ của mình, từ côn trùng cho đến tấn công giáp lá cả. Tấn công nó cứ là liên tọ, khói khiết các thứ tùm lum tùm la, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm Gojo sứt một miếng da nào. Lý do là bởi Gojo sở hữu khả năng phòng ngự tuyệt đối, địch không thể nào chạm được vào anh, chứ còn anh thì lại đập địch vô tư, thế mới hay. Năng lực của Gojo là vô hạn, literally là như thế. Điều đó đồng nghĩa với việc Fai toang chặt đáp lại tên nguyền hồn. Gojo hoàn lại một combo tay chân giáng thẳng vào hắn, để rồi kết thúc bằng tuyệt kỹ nhất dương chỉ. Tên nguyền hồn này hoàn toàn chả có cửa chống lại Gojo. Thế là anh thầy bảo ế chờ tí, rồi anh về lôi Yuji đến chỗ đánh nhau để thị phạm cho cậu. Thấy bị đối thủ khinh thường, tên nguyền hồn nổi khùng và sử dụng skill tối thượng của mình, bành trướng lãnh địa Hà Nội tháng 6, khiến môi trường xung quanh bị biến đổi thành miệng núi lửa dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Fai. Mặc dù đây là lần thứ hai bị rơi vào lãnh địa, nhưng chứng kiến một nguyền hồn mạnh mẽ vượt cấp thế này khiến Yuji có phần hơi hoảng. Tuy nhiên Gojo tuyên bố cái này chỉ như trò con nít với anh mà thôi, và nó có cách để phá giải. Ví dụ như mình cũng bành trướng lãnh địa chẳng hạn, khi đó lãnh địa ai mạnh hơn người đó thắng. Thế là Yuji và tên nguyền hồn được thấy thế nào là ảo chỉnh hoàn toàn. Lãnh địa của Gojo là một không gian siêu hình,
đánh bật hết sạch núi lửa núi liếc. Ở đây Phai cảm nhận được mọi thứ, những cảm xúc, thông tin không ngừng nghỉ truyền vào quả núi lửa, khiến toàn thân hắn bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng Gojo không thanh tẩy ngay mà chỉ bứt nhẹ cái đầu, rồi cha hỏi hắn thêm thông tin. Ở một nơi cách đó không xa, Geto cùng với Four đang quan sát tình hình. Thấy đồng đội dễ bị thanh tẩy, Four lập tức dịch chuyển nhanh, kích hoạt thuật thức lên một vườn hoa, rồi tóm lấy Yuji, rồi đẩy cậu vào nguy hiểm, buộc Gojo phải giải cứu. Nhân lúc ấy hắn đã nhanh tay thó cái thủ của đồng đội rồi chim cút. Gojo cũng chẳng màng đuổi theo làm gì, kết thúc bài giảng thực tế. Gojo đặt mục tiêu cho Yuji và đám học trò phải đủ mạnh để giải quyết những con như thế, và trong một tháng tới, cậu sẽ phải tháp tùng anh đi làm nhiệm vụ, và cậu sẽ tham gia trận đấu giao hữu sắp tới. Sau khi được đồng đội giải cứu, Phai được đưa đến một căn phòng nơi toàn cát với biển, nơi mà Geto cũng có mặt, và mang theo kế hoạch phong ấn Gojo vào ngày 31 tháng 10 tại Shibuya. Trở về với trường chú thuật thì Todo Aoi, một tên siêu mạnh từ trường đối thủ ở Kyoto, và Zenin Mai, em gái Maki, đã ghé qua và châm chọc đụng chạm đến cái chết của Yuji. Thế là Megumi với Nobara chiến luôn. Trong khi hai cô gái dí hàng nóng hàng lạnh vào nhau và gọi nhau bằng những cụm từ trìu mến, thì phía đàn ông, Megumi đang bị Todo đập cho không trượt phát nào, chỉ vì khi hắn hỏi gu con gái của cậu là gì, cậu trả lời là kiểu con gái có vẻ đẹp nội tâm. Một câu trả lời quá chán so với tiêu chuẩn của Todo. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tụi năm 2 trường Tokyo đến. Panda và Toge chặn Todo, còn Maki lo phần Mai. Trong khi đó, phía giáo viên của hai trường cũng diễn ra căng thẳng. Hiệu trưởng của trường Kyoto cũng vốn là một thành viên của cấp trên, mà đó cũng chính là nhóm mà Gojo chướng mắt nhất. Anh đến nói với ông ta về những nguyền hồn đặc cấp đã đụng mặt, đặc biệt là để đe ông ta về làn sóng chú thuật sư mới đang đến, gửi lời đe dọa mấy ông lão cấp trên. Lão hiệu trưởng tức sôi gan và chắc chắn sẽ không để yên. Trong thời gian chờ đợi, một vụ án liên quan đến lời nguyền đã xảy ra tại rạp chiếu phim Kinema thuộc tỉnh Kanagawa. Ba nam sinh đã tử vong với phần đầu bị biến dạng. Nhân chứng duy nhất là một nam sinh khác, cậu đã bám theo kẻ thủ ác, hắn chính là Mân, chứng kiến những gì hắn ta làm được. Nhưng nam sinh này không hề sợ hãi cho lắm, đơn giản bởi cuộc sống của cậu ta vốn đã là một địa ngục. Nam sinh đó có tên là Yoshino Junpei, một cậu bé cùng trang lứa với đám Yuji. Cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường, và giáo viên thì lại phớt lờ điều đó. Để bảo vệ bản thân, Junpei xin phép mẹ cho nghỉ học. Cũng hên là mẹ cậu là người không bị bệnh thành tích nên là cũng ok, miễn sao cậu cảm thấy thoải mái nhất. Khi cậu đi xem phim cho khuây khỏa, và lần này cậu đã gặp được Mân. Mân cũng chả ngại kể hết cho Junpei về chú linh hay nguyền hồn, và cả nguồn gốc của mình, và về cả thuật thức của hắn, thứ sức mạnh giúp Mân biến đổi con người thành nguyền hồn. Trở lại với quá trình luyện tập của Yuji, Gojo có chút việc không tiện dẫn cậu theo, nên gửi gắm cậu cho một đàn em thân tín. Anh ta là Nanami Kento, một chú sư kiêm nhân viên công sở, và công việc họ được giao chính là vụ rạp phim. Nanami chỉ cho Yuji cách dùng mắt để nhìn ra tàn dư của chú lực, thứ còn sót lại sau khi sử dụng thuật thức, từ đó truy ra dấu vết của hung thủ. Lần theo manh mối đó trên sân thượng, nơi họ tìm thấy một vài lời nguyền, hai người chia nhau mỗi người xử lý một con. Nanami rút ra một con dao được buộc kín cẩn thận. Chú thuật của anh cho phép chủ sở hữu tạo ra điểm yếu của đối phương bằng cách chia chiều dài của mục tiêu theo tỷ lệ 7:3, và khi đánh vào điểm đó sẽ tạo ra đòn chí mạng, khuếch đại sát thương lên gấp nhiều lần. Cộng thêm sự chính xác tuyệt đối của anh khi kể cả với con dao cùn, Nanami vẫn thanh tẩy lời nguyền dễ dàng. Còn về phía Yuji, cậu đã kiểm soát chú lực khá hơn, nhưng mà vẫn chậm. Tuy nhiên, cậu lại tận dụng điều đó để làm thành một kiểu đánh mới, tác động vật lý xong lại đẩy chú lực tới. X hà chấn động và cậu dùng để thanh tẩy con còn lại. Nanami thấy vậy liền nhận ra lý do Gojo giao Yuji cho mình, và cho rằng Yuji sẽ trở thành một con quái vật trong giới chú sư. Khi chuẩn bị kết thúc con nguyền hồn, Nanami phát hiện trên tay nó có một chiếc đồng hồ. Lập tức anh kêu Yuji dừng tay. Sau khi thử chụp hình con quái, Nanami nghĩ những lời nguyền này chính là con người, và kết quả khám nghiệm đã xác thực điều đó. Họ là những con người bị tác động khiến cho biến dạng và sinh chú lực, trở nên giống một lời nguyền. Vốn những người này đã chết vì sốc trong quá trình biến đổi thể xác rồi, nên thanh tẩy giống giải thoát họ hơn là giết chết họ. Nhưng điều đó vẫn làm cho Yuji cảm thấy siêu cắn rứt và quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ. Nanami cũng ủng hộ cậu giải quyết hết sức cho xong vụ này. Sau quá trình điều tra, họ thu hẹp và tìm ra hang ổ của kẻ thù, và họ dĩ nhiên cũng biết tới sự tồn tại của Junpei vì cậu ta là bạn cùng trường với các nạn nhân và còn có mặt ở hiện trường đúng lúc, nên cứ điều tra đi cho nó chắc. Nhiệm vụ lần này dành cho Yuji, còn Nanami thì muốn độc chiến với thủ phạm. Vì Yuji đồng trang lứa nên dễ làm thân với Junpei hơn, và nếu kẻ địch dùng con người để làm lá chắn thì Yuji sẽ không thể làm gì. Để kiểm tra xem Junpei có phải là một kẻ nhìn được lời nguyền không, Nanami giao cho cậu con răng đầu, một loại lời nguyền cấp cực thấp. Tùy vào động thái của Junpei mà cả hai sẽ tìm ra phương án đối phó phù hợp. Về phía Junpei, khi về nhà, cậu đụng ông thầy chủ nhiệm. Ông ta trách cứ cậu vì đã trốn học và không đến đám tang của những người bạn thân, trong khi đó chúng lại là lũ bắt nạt cậu, và ông thì là kẻ đã ngó lơ. Junpei nổi điên. Trước đó nguyên nhân ban cho cậu khả năng sử dụng chú lực, và cậu quyết định dùng nó luôn lên thằng cha này. Đúng lúc đấy Yuji và con răng đầu xuất hiện, phát hiện ra Junpei thực sự nhìn được lời nguyền. Yuji nhanh chóng giúp cậu ta đuổi ông thầy phiền phức đi và thành công làm quen với Junpei. Trong khi ấy, Nanami cũng tiến hành tìm đến Mân và chiếm ưu thế khi đánh với hắn, nhưng tên này cứ hồi phục liên tục. Cách chữa trị của Mân không giống như cái cách mà các chú sư cao
cao cấp thường dùng. Thuật thức của hắn là kiểm soát linh hồn, và từ đó khiến cơ thể phải thay đổi theo linh hồn. Nhờ sử dụng thuật này, Mân có thể tích trữ con người dưới dạng thu nhỏ và biến đổi họ thành những công cụ hỗ trợ cho hắn khi chiến đấu. Nhờ thế mà ít nhiều Mân đã đẩy Nanami vào thế gian nan. Và đừng quên là Nanami phải tránh không được để cho hắn chạm vào suốt trận chiến, nếu không sẽ bị biến đổi. Đánh hết cả giờ hành chính mà vẫn chưa xong. Thế là khế ước làm OT của Nanami được kích hoạt, giúp Nanami giải phóng giới hạn chú lực của mình. Chưa hết, Nanami còn sở hữu một ràng buộc khác. Khi tiết lộ thẳng cho đối phương biết về thuật thức của mình, anh có thể tối đa hóa lượng chú lực của bản thân vào đòn đánh tiếp theo. Nanami nhận ra bản thân không thể cứ tấn công tới tấp cho đến khi Mân cạn sức được. Thay vào đó, anh phải lên kế hoạch khiến hắn thịt nát xương tan. Nanami dồn hết chú lực được khuếch đại để tung một cú vào tường, làm đất đá sụp đổ xuống đầu cả hai. Mân nhận ra và tính cút, nhưng Nanami đã nhanh hơn và xin một giò của hắn, với lời hẹn nếu giữ được mạng thì sẽ gặp lại, rồi bỏ đi để lại đống đổ nát phía sau. Tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ để hạ một nguyên hồn đặc cấp như Mân. Qua lần chạm mặt này, anh cũng đã có cái nhìn về kẻ thù. Hắn như một đứa trẻ đang muốn tận hưởng sự trưởng thành của bản thân. Nếu không sớm thanh tẩy, nó sẽ là một mối họa. Trở về với cuộc điều tra đối tượng của Yuji, Junpei trước đó được Mân phổ biến dấu hiệu nhận biết học sinh trường chú thuật qua cúc áo xoắn ốc, nên là biết rõ ngay nguồn gốc của Yuji. Hắn còn khuyên cậu nên làm thân với những học sinh này vì họ sẽ over hợp. Dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng quả thực Yuji và Junpei khá hợp gu, nhất là về khía cạnh điện ảnh. Họ nói chuyện với nhau về những bộ phim trong sự hứng thú, thậm chí Yuji còn xin số của Junpei để tiện rủ nhau cùng ra rạp. Điều này khiến Mai Lệch khá bất ngờ vì lần đầu có người thân với mình đến vậy. Đúng lúc ấy, mẹ của Junpei xuất hiện. Cô muốn rủ Yuji về nhà ăn tối để cảm ơn cậu đã kết bạn với con mình. Cô là một người phụ nữ dễ mến và hay cười và quý Yuji. Tuy nhiên sau khi cậu về, một biến cố đã xảy ra. Mẹ của Junpei bị đám lời nguyền tấn công và mất mạng. Cùng với đó là sự xuất hiện của một ngón tay Sukuna. Mân tận dụng cơ hội đó, đã tuồn vào tai Junpei rằng thứ bùa này chỉ có bọn nhà giàu mới có. Một đầu óc thiếu tỉnh táo cộng thêm những lời bơm đều khiến Junpei bắt đầu suy nghĩ lệch lạc. Với tất cả những sự sắp xếp từ đầu đến cuối đó, mục đích cuối cùng mà tên nguyền hồn hướng đến là khiến cho Yuji và Junpei đối đầu. Nhất định khi đó Yuji sẽ muốn cứu bạn mà nhờ đến Sukuna, từ đó tạo ra một khế ước có lợi cho vua lời nguyền. Junpei hành động đúng như hắn muốn, một tay đầu độc tất cả mọi người trong hội trường, nhất là tên nhà giàu từng bắt nạt cậu và là kẻ mà cậu nghi ngờ nhất. Biết tin, Yuji cũng xuất hiện để cản cậu lại. Thuật thức mà Mân biến đổi Junpei sở hữu là một loại thuật thức thiên về độc, và khi kích hoạt nó sẽ triệu hồi ra một thức thần dạng sứa. Nhưng những đòn tấn công của nó đều là vô hiệu với Yuji. Kinh nghiệm chiến đấu thì Junpei không hề có, nên dĩ nhiên là không đọ lại được với Yuji. Nhưng nắm đấm không phải là cách để thức tỉnh lương tri. Yuji dùng thuật thức thông não, cậu bất chấp bản thân để nhận đòn từ thức thần, cố gắng thuyết phục bạn mình tỉnh ngộ và theo cậu đến trường chú thuật. Đang xuôi xuôi thì Mân xuất hiện. Sau khi khống chế Yuji, Mân mới lộ bản chất của mình. Và khi Junpei nhận ra thì cũng đã quá muộn. Hắn kích hoạt thuật thức biến cậu thành một lời nguyền và cho cậu tấn công Yuji, đúng như những gì Mân mong muốn. Yuji đã phải cầu xin sự giúp đỡ của Sukuna, nhưng hắn lại từ chối, thậm chí còn cười trên nỗi đau của cậu. Quá căm phẫn khi bị lũ lời nguyền đùa cợt, cậu thêm cái chết tức tưởi của Junpei, một tương lai tươi đẹp đã bị chúng phá vỡ, khiến Yuji không còn vui nữa. Cậu đã căng, lập tức một cú đấm được xít thẳng vào mặt Mân. Tưởng như Mân vẫn sẽ thản nhiên vì vốn dĩ mấy đòn vật lý chẳng xi nhê gì với hắn, nhưng lần này vị lạ lắm, nó gây tổn hại đến tận linh hồn. Sau khi ăn một loạt đòn đánh chứa đầy phẫn nộ của Yuji, tên nguyên hồn nhận ra phải phát triển năng lực biến thân ngay khi đang chiến đấu, hoặc hắn sẽ bị thanh tẩy, nghĩ là làm luôn. Hắn biến đổi trạng thái cơ thể lao đến tấn công từ trong ra ngoài, vào ba ra bảy, khiến Yuji nhận sát thương không ít. Tưởng gì chế độ ly thì Yuji có thừa, cậu lao vào áp sát tung đòn, nhưng tất cả đã bị Mân biết hết rồi. Hắn lùa cho tóc hồng tấn công để tạo cho vài lỗ thông gió, đồng thời tiếp cận linh hồn của Sukuna. Nhưng vua nguyên hồn bảo cút. Chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Sukuna chê thì Mân đã ăn trọn bộ combo đòn của Yuji. Tưởng như khi nhận thêm chú lực, Yuji có thể kết thúc con nguyên hồn này luôn, nhưng không, hắn đã kịp thức tỉnh và luồn ra sau phản công. Hên cho tóc hồng là Nanami đã đến kịp thời cứu cho một đòn. Sau khi nghe Yuji báo cáo tình hình cùng thể trạng của mình và chính cậu đã cho tên kia lỗ mũi ăn trầu, Nanami đã nghĩ ra cách để đối phó với đối căng này. Yuji đóng vai trò quan trọng gây đam cho nó, còn anh sẽ di chuyển chặn đòn tấn công ngược của nó. Nếu thuận lợi thì đưa tên này đi bán muối là khả thi. Màn combat bắt đầu, Mân lao đến tấn công, nhưng khi nhận ra hai tên này kết hợp lại quá mạnh, hắn quyết định thay đổi chiến lược. Mân triệu tập thêm vài người bị biến dị ra để tách cặp đôi chú sư cho dễ bề xử lý. Hắn muốn tận dụng việc Yuji không muốn giết người để kìm chân cậu, để hắn tấn công ông chú công sở. Tuy nhiên Yuji đã đả thông tư tưởng, cậu ra tay nhanh gọn để những nạn nhân được ra đi thanh thản và lập tức quay trở lại, phối hợp với Nanami tung liên hoàn đòn, khiến tên nguyên hồn không kịp thay đổi hình dạng. Tưởng như combo này sẽ thanh tẩy được hắn, nhưng trong khoảnh khắc tranh vênh giữa sống và chết, Mân lại lên level. Hắn sử dụng được bành trướng lãnh địa, tự bế viên đốn khỏa, kéo Nanami vào lãnh địa của hắn. Với
tính chất tất chúng của lãnh địa thì chú sư công sở chả khác gì cá nằm trên thớt. Trong khoảnh khắc Nanami đã từ bỏ để chấp nhận số phận thì Yuji đã ra tay phá vỡ lãnh địa từ bên ngoài. Cậu bước vào lãnh địa khiến tên Mân tiếp xúc với linh hồn của Sukuna, mà Sukuna thì sống hướng nội nên là xẻ luôn một đường vào Mân, khiến hắn thương nặng và không duy trì được lãnh địa. Tận dụng cơ hội, Yuji dồn sức đến quyết thanh tẩy sạch sẽ con nguyên hồn chết tiệt. Mân lấy hết chủ lực còn lại để hóa khổng lồ cơ thể. Ngay khoảnh khắc cú đấm của Yuji va chạm vào hắn thì hắn nổ như bong bóng, đấy là đòn hỏa mù để hắn có thể trốn vào đường cống. Do bị tổn thương không hề nhẹ cộng với chủ lực giảm sút, Yuji cũng gục ngay tại trận. Sau khi hồi phục thể trạng và nói chuyện với Nanami, Yuji vẫn luôn canh cánh trong lòng việc đã ra tay với những người bị biến dị. Tuy nhiên, cậu đã được Nanami thông não cho hiểu. Đồng thời, chính chú sư công sở đã công nhận Yuji là một chú sư thực sự. Vậy nên đến khi hiểu được thế nào là cái chết đứng đắn, Yuji sẽ thanh tẩy được những tên nguyền hồn chết tiệt đó. Cậu sẽ không bao giờ thua nữa. Thất bại của Mân khiến Geto cùng đám nguyền hồn quyết định thay đổi chiến lược. Chúng sẽ không vội vàng ép Yuji phải ràng buộc với Sukuna nữa, thay vào đó sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu đề ra. Giờ chúng muốn lấy 6 ngón tay của Sukuna tại trường chuyên chú thuật để tọng ngay vào mồm Yuji, đồng thời loại bỏ Gojo và phải hoàn tất mọi chuyện trước khi Yuji bị ám sát. Thế là Geto lại cơ cấu kế hoạch các thứ và phải hoàn tất mọi chuyện trước khi Yuji bị ám sát. Trở lại cuộc giao lưu giữa hai trường, những học sinh đại diện cho trường Kyoto đã có mặt. Ngoài sự góp mặt của Mai và Todo là chắc chắn, họ còn có thêm sự hiện diện của Nishimi Yamomo, chú sư thích chơi Quidditch Ultimate Mekamaru, được điều khiển bởi Muta Kokichi. Đặc biệt là Kamo Noritoshi, chú sư mắt híp. Cuối cùng là Miwa Kasumi, hề chú sư. Và người hướng dẫn của họ là cô Utahime Lori. Đến giờ thì Gojo mang Yuji ra, làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng ông hiệu trưởng trường Kyoto không chỉ ngạc nhiên mà còn cáu. Thế là lão lên kế hoạch tiêu diệt Yuji càng sớm càng tốt. Và lão sẽ lợi dụng trận giao hữu này, thay vì tập trung giải quyết lời nguyền để chiến thắng, ông ta giao phó cho đám học sinh trường mình phải tìm mọi cách giết vật chứa Sukuna, rồi cơ cấu nó như một vụ tai nạn. Tất cả đều đồng tình nghe lời hiệu trưởng, chỉ riêng Todo là tuyên bố từ chối, lại có đe dọa là nếu ra lệnh cho anh là anh đấm cho đấy. Vì sự vắng mặt của Todo, tổ đội Kyoto chủ trương sẽ toàn lực tìm và tấn công Yuji để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luật của cuộc giao hữu giữa hai trường về cơ bản thì ai thanh tẩy được con lời nguyền cấp 2 trước thì win. Bên cạnh đó còn có rất nhiều con cấp 3 khác để hai bên giải quyết. Nếu đến hoàng hôn mà con cấp 2 chưa xong thì đếm số cấp 3. Từ đó quyết định được trường thắng cuộc ngay khi trận giao hữu bắt đầu. Đúng như dự đoán trước đó của Maki, Todo sẽ lao thẳng vào đội của họ. Khi ấy một mình Yuji ở lại cầm chân anh ta, trong khi những người còn lại tản ra truy tìm con boss lời nguyền. Sau cú lên gối chào hỏi của Yuji, Todo lập tức đáp lễ bằng một cú đấm cực mạnh khiến tóc hồng bay tít mù. Rồi cứ thế hắn dã mặt Yuji như dã gạo. Tưởng như khứa tóc hồng đã ao thì cậu lại bất ngờ đứng dậy, dù nhìn cũng bết salad phết rồi đấy. Thấy thằng cu này cũng khớ. Todo bỗng quay ra hỏi gu của Yuji là gì. Nghe mà chán chán giống Megumi là ăn đập giống Megumi. Và Yuji trả lời là mấy chị mông to. Thế là Todo kiểu uầy và nhớ ra những ký ức tươi đẹp bên Yuji mà anh chưa bao giờ có, và quyết định Yuji từ giờ sẽ là anh em tri kỷ của mình. Nhưng đội do thám của Kyoto đã tìm thấy Yuji, cuộc truy sát lập tức bắt đầu. Yuji nhanh chóng rơi vào vòng vây mà còn không biết là người ta định giết mình thật. Nhưng một tiếng vỗ tay vang lên, vị trí của Yuji và một thành viên đội truy sát hoán đổi cho nhau. Đó chính là thuật thức của Todo, đổi vị trí bằng tiếng vỗ tay. Todo lạnh lùng đe dọa lũ bạn cùng trường đừng có mà lén phéng, khiến Noritoshi cũng đành chấp thuận thay đổi kế hoạch để Yuji lại cho Todo giải quyết. Cả bọn sẽ cố vô hiệu hóa bọn trường Tokyo. Trước đó, phía Tokyo đã nhận ra kế hoạch ám sát Yuji của đối phương, vậy nên Panda đã đề xuất cho Toge đi giải quyết chú linh càng nhanh càng tốt, trong khi những người còn lại cũng đi tìm và vô hiệu hóa bọn trường Kyoto. Ngay lập tức khi thấy Momo cưỡi trổi xuất hiện, Megumi liền cho thức thần bắn hạ cô ta. Tiếp đó từng người của Tokyo áp sát xét kèo đấu với đối thủ. Maki chạm mặt với Miwa, Megumi sẽ đọ sức với Nishitoshi, còn Panda và Nobara sẽ ra tay với ả chú sư hệ cưỡi trổi. Trở lại với màn cận chiến căng thẳng của Todo và Yuji, ưu thế phần nào thuộc về đại diện của Kyoto thì giờ Todo đang phát bực vì Yuji điều khiển chú lực quá kém. Thế là Todo lại chuyển sang bổ túc văn hóa cho Yuji. Cậu cho rằng quyền pháp của Yuji chỉ là vũ khí thường, khó địch được với kẻ thù cấp độ cao. Và Todo dạy cho Yuji cách để tận dụng tối đa khả năng vật lý lẫn chú lực của cậu. Chiến sự ở những chỗ khác diễn ra vô cùng ác liệt và kết quả là Mekamaru đã đến hỗ trợ cho Momo và đối thủ của anh là Panda. Thế là va chạm diễn ra giữa một chú hài chuyên thể thất và một chú hài robot được điều khiển từ xa, dù là hơi tả tơi. Nhưng phần thắng đã thuộc về quốc bảo, trong khi đó Maki với năng lực dùng chú cụ hoàn toàn ao trình với Miwa. Chỉ với một vài mánh khóe cùng khả năng chiến đấu thượng thừa, cô đã vô hiệu hóa được đối phương. Không những thế, Maki còn thó luôn cây kiếm của Miwa ở cuộc chiến giữa Nobara và Momo. Mặc dù ban đầu gặp khó khăn trước ả chú sư cưỡi trổi, nhưng bằng trí tuệ trong việc tận dụng thuật thức của mình, Nobara đã khiến cho đối thủ phải hạ cánh. Nhưng ngay khi tung đòn quyết định thì cô nàng đã bị tấn công bất ngờ rồi gục ngã trước viên đạn của Mai. Tuy nhiên, cô em nhà Zenin cũng chẳng phải chờ lâu để gặp đối thủ của mình. Maki đã xuất hiện. Cuộc chiến của hai chị em diễn ra có vẻ căng cực. Dù Mai cầm súng và phòng chơi dao, nhưng vì thân thủ quá đỉnh cao của một bậc thầy cận chiến, không khó để cô né hết đường đạn. Ngay khi nhận ra cô em đã chơi hết hàng, Maki không núp nữa mà tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là thuật thức của Mai lại tạo được thêm đạn. Dù cũng bất ngờ đôi chút, nhưng viên đạn đó không đủ để cô
rén, thậm chí còn lấy tay không bắt đạn một cách easy. Cuộc chiến đến hồi kết thúc với phần thắng thuộc về Maki. Hai chị em sau đó giải bày tâm sự để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Dù có giải quyết được hết hay không thì chịu. Còn về phía Megumi thì đang chật vật với Noritoshi. Với thuật thức độc quyền của tộc Kamo về điều khiển máu, Noritoshi có thể kiểm soát hướng di chuyển của mũi tên có dính huyết của anh ta, đồng thời búp thêm năng lượng và nâng cao thể chất, ép Megumi vào thế yếu. Tuy nhiên, học trò cưng của Gojo không dễ chơi như vậy. Megumi triệu hồi thức thần mới tậu mang tên Mãn Tượng, kết hợp giữa lượng nước khổng lồ mà Mãn Tượng tạo ra để vừa đẩy vừa làm ướt cơ thể đối thủ. Megumi lập tức bonus lên sàn con hàng Nue phóng điện, khiến gấp nhiều lần tổn thất giật điện. Để tránh ăn lại cú đòn này, Noritoshi phải khống chế Nue bằng xích phượt. Đang combat căng thì đột nhiên những cây gỗ lại tấn công họ. Lần trong đó là sự xuất hiện của Toge. Cậu liền mở miệng bảo cả hai mau chạy trốn ngay. Nhờ thế mà hai chú sư thoát được một kiếp. Trước đó, sau khi sử dụng chú ngôn vô hiệu hóa Miwa qua điện thoại của Mekamaru, Toge đã cảm nhận được sự xuất hiện của một nguyền hồn cực mạnh. Đó là Four, kẻ đã cứu Five trước đó xuất hiện, và chính nó là kẻ đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên tên này không đi một mình. Mân cùng một chú nguyền sư khác cũng xuất hiện tại hiện trường, nhằm bắt Gojo Satoru về làm mắc áo cho anh em. Phía ban tổ chức cũng nhận ra sự bất ổn trong cuộc giao lưu. Những lá bùa kiểm soát lời nguyền bùng cháy, chứng tỏ có kẻ bên ngoài xâm nhập. Ngay lập tức Gojo, thầy hiệu trưởng và cô Lori vội đi kiểm tra. Lúc này, một màn mới được phủ lên khu vực giao lưu. Có vẻ như những kẻ xâm nhập đã chuẩn bị một màn anti-Gojo, khiến anh không thể vào được bên trong. Vậy nên anh thầy đành tìm cách khác. Hai người còn lại tiến vào trong. Đối mặt với họ là một tên nguyền sư với quả đầu bóng loáng. Hắn cũng chính là tác giả tạo nên tấm màn ngăn Gojo. Người sẽ ra tay chiến với hắn là lão giả hiệu trưởng phía Kyoto, với một giao diện của rocker cực cháy. Trở lại với tình hình của nhóm Megumi. Sau khi bị Four lùa cho chạy như vịt, họ nhận ra mình chưa đủ sức để đấu lại một nguyền hồn biết sử dụng lãnh địa. Cách tốt nhất bây giờ là gọi điện thoại cho người thân, cụ thể là Gojo, để xin cứu viện. Nhưng Four không cho. Ngay lập tức hắn áp sát Megumi phá hỏng điện thoại. Toge dùng chú ngôn cho hắn pause để hai người còn lại ra sức tấn công bằng các thể chiêu, nhưng không gây ra thương tích gì cho hắn cả. Và thêm lần nữa, cả bọn bị con nguyền hồn dí cho chạy té khói. Với thực lực của cả ba thì rất khó chiến được, nên cả bọn chỉ biết đánh cầm chừng rồi rút chạy. Nhưng nếu cứ chạy mã như vậy cũng không phải là một cách hay. Cả bọn bị đẩy đến đường cùng, buộc phải giao chiến trực diện. Nhưng vấn đề về nhân sự đang không ổn. Toge nhận tổn thất sau những lần dùng chú ngôn. Noritoshi cũng bị đánh bay. Trong lúc cấp bách như thế này, Megumi định tung tiệt chiêu gì đó, nhưng Toge đã cản lại. Dù có vẻ không ổn, chú ngôn sư vẫn kích hoạt thuật thức thổi bay đối thủ, để rồi gục ngã ngay tại chỗ. Sức công phá tuy mạnh nhưng chưa đủ để pho thương tổn. Maki đã đến nơi. Cô cùng với Megumi bắt đầu kết hợp đánh cận chiến với con nguyền hồn. Thông qua bóng của Megumi, chị đại Tokyo rút ra cây hàng chú cụ đặc cấp Du Vân ra chiến. Đúng là hàng cao cấp có khác dùng ngon hơn hẳn. Sự hoán đổi vũ khí lẫn cách tấn công của hai hậu duệ nhà Zenin bước đầu cho thấy hiệu quả. Thế trận đang dần ổn hơn thì bất ngờ Megumi lại dính lời nguyền trồi cây của Four. Thứ này sẽ hút toàn bộ chú lực của cậu nếu đầu tu tủa cố gắng vận sức. Còn Maki bị tấn công bất ngờ, dù tránh không vào tim nhưng thương tổn cũng lớn. Với tình hình hiện tại là quá bất lợi. Tuy Maki đã cố hết sức nhưng năng lực quá chênh lệch để rồi bị tóm trong phút chốc. Trước nguy cơ ấy, Megumi chấp nhận hy sinh bản thân để sử dụng thuật thức. Nhưng Maki đã ngăn cậu lại bởi cô cảm nhận được sự xuất hiện của viện binh. Boom, Yuji và Todo đã có mặt. Họ giao lại Maki cho Panda, rồi yêu cầu cậu đưa cả Megumi ra ngoài kết giới. Hai người họ sẽ trực tiếp giải quyết con nguyền hồn này. Tuy nhiên Todo sẽ không giao chiến mà sẽ nhường lại cho Yuji lên trước để mở màn battle. Yuji lao đến tung một loạt đòn với tất cả căm phẫn, rồi chốt bằng một cú đấm thẳng. Con Four cũng không chịu thua kém khi trả kèo bằng một loạt rễ cây. Ra đòn được phết nhưng thái độ của Yuji không làm Todo hài lòng. Cậu liền đến cho thằng em một cái bạt tai để thức tỉnh, rồi yêu cầu cậu kiềm chế lại cơn giận của mình. Và khi quay trở lại trận đấu, sự tập trung mạnh mẽ của Yuji khiến cho Four hơi rén. Và đó cũng là lúc mà Yuji kích hoạt được một tuyệt kỹ, giúp gấp 2,5 lần sức mạnh đòn đánh, hắc thiểm. Cú đòn khiến Four bị thương không hề nhẹ. Tiếp theo đó hắn sẽ phải đấu với hai kẻ sở hữu sức mạnh như thế. Todo bây giờ sẽ nhập cuộc và Four cũng bắt đầu tung hết sức. Lượng chú lực khủng khiếp của hắn tạo nên những rễ cây khổng lồ, liên tục hướng tới tấn công cặp Yuto. Tuy nhiên đã là dân chơi hệ vật lý thì tốc độ và khả năng di chuyển của cả hai thuộc cấp tởm đổ lên. Nhiều đây chưa là gì. Thậm chí họ còn tiếp cận Four, ship tận nơi hai cú hắc thiểm cực thốn. Nhưng đúng lúc cả hai định bồi thêm cú nữa thì đối đấu bẩn, hủy sàn chơi, rồi bồi thêm hai quả rễ hỏng đục lỗ lên Todo và Yuji. Tưởng thế là căng, hai người huynh đệ thêm một lần nữa cho thấy cú match cực ngọt, giúp họ né đòn rồi đáp xuống bên dưới. Ngay khi thấy tên Four hạ cánh, hai huynh đệ lại tiếp tục lao đến. Yuji ra thì Todo vào, lên xuống đúng theo nhịp. Sự phối hợp ăn ý đến đáng sợ của họ khiến Four vốn chỉ biết giết chóc cũng phát nứng chiến đấu. Dù thế trận khá cân kèo với một lời nguyền đặc cấp, nhưng để thắng thì phải dùng nhiều hơn thế. Sau khi phân tích những đòn mà Four đã dùng, đồng thời vận dụng hết neuron não tìm cách đối phó, Todo đã tìm ra con đường chiến thắng. Nhưng vừa gáy mà lao lên được vài bước, ông anh đã bị địch tóm chân quẳng vào đám rễ vót nhọn đang chờ sẵn. Trong khoảnh khắc cơ thể sắp bị xiên, một tiếng vỗ tay vang lên. Bỗng chốc Four lại đổi chỗ cho Todo rồi lĩnh đủ. Nguyên nhân đến từ thuật thức của cậu ta, mang tên Bất Nghĩa Du Hí. Với skill ảo ma này, Todo và Yuji liên tục thay đổi vị trí, khiến Four không biết lối nào một lần. Hành cứ thế mà ăn ngập mồm, mỗi tiếng vỗ tay vang lên là một lần nắm đấm của hai người va chạm với cơ thể của hắn. Một vòng tròn khép kín với những cú đấm đá, nhốt chặt con nguyền hồn bên trong.
có muốn thoát ra cũng chịu. Yuji càng lúc càng thuần thục hắc thiểm, thậm chí cậu còn tung ra combo 4 đòn liên tiếp, thứ mà đến cả những bậc thầy như Nanami cũng chỉ chạm đến một lần nhờ may mắn. Tuy chưa thể thanh tẩy được pho, nhưng combo đó cũng khiến hắn tổn thương nặng nề. Duy trì thế vượt trội đang có, Yuji và Todo liên tục dồn pho và thế chống đỡ, thậm chí buộc hắn phải dùng đến chiêu mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc Yuji bị tấn công, Todo đã đổi vị trí của tóc hồng với pho. Lát giờ sân chơi thuộc về Yuji, còn bây giờ sâu thuộc về Todo. Lập tức cậu ta vận một lượng chú lực khổng lồ bao quanh cơ thể. Tuy nhiên trong chốc lát, Todo lại thu hồi lại để nhận đòn. Cậu đã nhận ra thứ này chỉ nhắm tới chú lực mà thôi, không để địch nghỉ ngơi. Yuji cùng Todo lập tức tiếp tục siết chặt vòng vây combo tập kích liên hoàn. Đánh là thế nhưng cặp huynh đệ không hề đấm đá vô tri. Họ dồn pho đến đoạn sông ban đầu chạm mặt, và khi đến nơi, Todo lập tức đổi vị trí của Yuji với Du Vân. Dù dính một cú chí mạng thẳng mặt bởi một chú cụ đặc cấp, chưa kể bị đập nhừ từ đòn đánh trước đó, nhưng Phò vẫn trụ vững. Hắn dùng cánh tay trái để hút toàn bộ sự sống ở khu vực xung quanh, nhằm nuôi dưỡng cho bông hoa trên vai để hắn có thể sử dụng triển khai lãnh địa. Nhưng bất ngờ chưa nào, chưa kịp kích hoạt thì màn đã bị phá. Người làm được việc đó chỉ có thể là Gojo Satoru. Sau khi hạ tên nguyên sư ở chỗ hiệu trưởng trường Kyoto, nhận thấy nếu bản thân đến chỗ Yuji có thể khiến Phò chim cút, tiện vị trí lúc này không quá xa so với nơi đó, Gojo kết hợp hai chiêu thương và hách trong thuật thức phản chuyển, tạo thành một đòn tấn công mang tên hư thức tử, bắn thẳng vào vị trí của Phò. Hên là trước đó Todo đã ngăn Yuji lại, không thì tóc hồng đến cái nịt cũng chẳng còn. Tuy nhiên đòn đó chưa thể thanh tẩy hoàn toàn được Phò. Hắn đã kịp chạy trốn nhưng cũng chỉ giữ được hai phần mạng. Trước đó, Mân đã hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập vào trường Tokyo, không chỉ lấy đi 6 ngón tay của Sukuna, hắn còn tậu thêm 3 chú thai cửu tướng đồ từ 1 đến 3. Đó là những lời nguyền do chính con người đẻ ra. Sở hữu nguồn chú lực khổng lồ xuất phát từ sự căm thù của người mẹ, vốn là một điều bất hạnh của một người phụ nữ, nhưng cuối cùng lại bị Kamo Noritoshi, nguyên sư tàn ác nhất lịch sử, lợi dụng để rồi tạo ra 9 con chú thái đáng sợ như vậy. Ít lâu sau, những vụ án liên tiếp xảy ra, điểm chung là tất cả đều bị đâm bởi lời nguyền khi đang lên căn hộ của mình và phàn nàn nhiều về việc cửa luôn tự mở. Nhóm Yuji, Megumi và Nobara được yêu cầu đi giải quyết vụ này. Thêm một điều đáng lưu ý nữa là cả 3 nạn nhân đều đang theo học tại cùng một trường cấp 2 trong 2 năm, vậy nên tổ đội bất ổn sẽ đến ngôi trường đó để điều tra, nhưng trước đó sẽ đến gặp một người quen của 3 nạn nhân đó. Tuy nhiên vừa đến nơi thì người quen đó cũng đã ngỏ. Cái chết của anh này cũng y xì đúc với những người trước. Giờ đám người của Yuji chỉ biết trông chờ điều tra tại ngôi trường đó mà thôi. Vô tình thế nào đây cũng chính là nơi mà Megumi từng cắp sách. Theo lời kể của đám du côn trong trường, thì đầu tua tủa cũng có một quá khứ ghê gớm ra trò với vị thế đứng đầu gang của trường. Ngay đến bảo vệ trường còn nhớ mặt cậu, nên việc tìm thông tin cũng dễ dàng hơn. Sau một hồi hỏi han, họ tìm được manh mối liên quan đến trò nhảy bungee ở cầu Yasohachi, nơi nổi tiếng về những vụ tự sát. Cụ thể thì nhóm 4 người này từng biến mất và được tìm ra trong trạng thái bất tỉnh dưới chân cây cầu ấy. Các manh mối đều dẫn đến cây cầu kỳ quái, vậy nên ưu tiên của cả bọn là đến đó điều tra. Qua hẳn một đêm ngồi chờ mòn cả đít, cả ba chẳng nhìn thấy hay thậm chí là cảm nhận được tàn dư chú lực của bất cứ lời nguyền nào. Thời gian càng kéo dài sẽ càng có thêm người bị hại. Họ cần gấp rút tìm ra lý do lời nguyền được tạo ra và thanh tẩy càng sớm càng tốt lời nguyền đó. Đang bế tắc thì một người quen của Megumi xuất hiện, đem đến cho nhóm chú sư thêm thông tin rằng cô cảm nhận thấy có sự hiện diện kỳ lạ nào đó trước cửa nhà mình, đồng thời giúp khẳng định thêm mối quan hệ giữa những vụ án này có liên quan đến cây cầu kia. Và chính cô cũng đang có những dấu hiệu bị lời nguyền hỏi thăm. Cô gái này còn bổ sung một điều khiến Megumi sửng sốt, đó là chị gái của cậu cũng đã đi đến cây cầu này vào ban đêm cùng cô. Vụ án bây giờ càng lúc càng trở nên phức tạp. Megumi lập tức gọi về yêu cầu cho vệ sĩ chú sư bảo vệ chị gái mình, nhưng cậu lại nhận được thông báo rằng cấp trên đang đánh giá lại cấp độ của lời nguyền, nhiều khả năng nó vượt ngoài năng lực của các chú sư cấp 2 nên cả nhóm có thể trở về. Megumi cũng chăn trở không biết nên làm gì lúc này. Nếu họ trở về và đợi Gojo thì lúc ấy đã quá muộn, nhất là một lời nguyền hẹn giờ từ nạn nhân kiểu như này. Vậy nên chính cậu phải thanh tẩy nó ngay lúc này. Đầu tua tủa nói dối để Yuji và Nobara về trước, còn mình sẽ về sau, để tránh cho hai đứa bạn dấn thân vào nguy hiểm. Đêm hôm đó, một mình Megumi đến cây cầu. Bằng chính cách mà những người dính lời nguyền từng đi, vì khả năng nói dối của cu cậu quá là tệ nên hai khứa bạn đã quay lại và mò theo sau. Lúc này Megumi mới nói thật về tình trạng của chị gái. Lời nguyền đã ám lên chị ấy, tình trạng đang vô cùng nguy kịch, nhưng do cấp độ lời nguyền đã tăng lên nên chẳng thể để hai đứa bạn gặp nguy hiểm mới làm thế. Tuy nhiên chắc gì Yuji và Nobara đã nghe lời cậu, vậy nên Megumi đành chấp nhận sự giúp sức của hai đồng đội ồn ào này vậy. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ chính thức bước vào kết giới của lời nguyền. Ở đó không chỉ có lời nguyền mà còn có một chú thai cửu tướng đồ, thứ mà trước đó đám Geto đã phóng thích. Yuji xin kèo đối đầu với con quái này, trong khi Megumi và Nobara lo lời nguyền. Trận chiến giữa tóc hồng và chú thai khá căng, khả năng cận chiến của con quái này có phần hạn chế, khiến nó bị ăn hành liên tục từ Yuji. Nhưng trong suốt quá trình chiến đấu nó liên tục phóng máu của mình ra, tuy né được hết nhưng Yuji cũng hơi bị phờ lo. Còn về phía Nobara và Megumi, vừa đập vừa chạm, cả hai đã hạ được khơ khớ đám lời nguyền. Trong khi Megumi còn mải suy nghĩ đăm chiêu thì Nobara đã bị một chú thai cửu chướng đồ khác bắt đi. Ngay sau khi thấy người anh em đến, chú thai đối với Yuji đã vội vã chuẩn theo ngay. Theo đánh giá tình hình của đầu tua tủa, hai con quái vừa rồi đáng lo ngại hơn, nên bảo Yuji mau đuổi theo để hỗ trợ Nobara, còn mình sẽ lo nốt ở đây. Sau một hồi ra chiêu nhiệt tình, cứ ngỡ đã dọn dẹp sạch sẽ đám lời nguyền chuột, Megumi mới nhận ra con nguyền hồn thực sự, boss cuối của sân chơi này bây giờ mới xuất hiện. Nó là một chú thai y hệt con mà cậu đã đụng độ ở trường giáo dưỡng trước đây, nhưng mà đáng gờm hơn rất nhiều, cả về uy lực của cú đòn,
đến tốc độ của nó đều vượt trội hơn hẳn. Kể cả khi Megumi sử dụng thức thần cũng chỉ thoát được một đòn cho cú sau thì ăn trọn những lúc nguy hiểm như vậy. Chỉ có skill nhớ lời thầy dạy mới cứu nổi. Megumi hiểu điều đó. Sau khi nhớ lại lời của Gojo, cậu lập tức cho thấy cái uy của mình khiến chú thai rén. Megumi kết ấn và kích hoạt thứ kỹ năng chỉ có những chú sư cấp cao mới có thể dùng được. Bành trướng lãnh địa, bóng chứa Pokemon. Ngay sau khi kích hoạt, môi trường xung quanh bị biến đổi, bao vây con chú thai toàn là bóng dạng sền sệt đặc quánh. Khi ở trong lãnh địa, Megumi cùng các thức thần đều được búp thêm sức mạnh gấp nhiều lần, liên tục xen kẽ tấn công tới tấp khiến chú thai hoang mang. Để rồi khi nó phát năng lượng hòng thoát khỏi lãnh địa, thì Megumi dùng Husky âm dương xuất hiện đằng sau, tận dụng móng vuốt để có thể gây sát thương cho chú linh của thức thần, đâm một lỗ xuyên người chú thai, tiễn vong về với cát bụi kết thúc cuộc chiến. Megumi thu hồi lại ngón tay của Sukuna, nhưng do lần đầu làm chuyện ấy vừa tốn sức vừa tốn máu, khiến cậu gục ngã ngay tại chỗ. Ở đầu cầu phía Nobara, tôi sẽ tạm gọi cô này là chú anh, còn khứa này là chú em. Cả hai đều cảm nhận được một sức mạnh cực lớn vừa mới xuất hiện và hình dung được kết quả chú thai đã bị thanh tẩy. Chú anh vội vàng chim cút đến chỗ đó để thu hồi ngón tay. Phong cách di chuyển của tên này cũng quái chẳng kém gì giao diện của hắn cả. Phong cách nhảy ngựa lại còn giật lù nhìn muốn ghét. Sở dĩ tên này thích di chuyển kiểu này là bởi sự tự ti về tấm lưng của mình. Nobara dĩ nhiên không để địch xôi xéo dễ thế. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì Kuyuji cùng chú em đã xuất hiện phía sau tên chú anh và chiêm ngưỡng toàn bộ tấm lưng dị hợm của hắn. Máu điên dồn hết lên não, chú anh thề hứa đảm bảo sẽ cho cả hai biết mùi đất. Nói xong hắn tấn công hai chú sư bằng máu với công năng ăn mòn cực cao, nhận ra mình đã động vào tổ kiến lửa, nhất là khi máu của nó nguy hiểm thực sự. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, Yuji liền vác theo Nobara chạy ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Bảo cô ả quan sát bảo vệ phía sau, nhưng chỉ một cái nhún chân thôi, Yuji đã bứt tốc với tốc lực khiến cho chú anh cũng chẳng theo kịp mà ra đòn. Tưởng như cả bọn đã thoát thân thì ngay phía sau chú em đã xuất hiện phun máu vào người Yuji. Nobara không để ý cũng bị dính đòn của chú anh. Ngay lập tức ở những vùng dính máu của cả hai, những họa tiết màu đen hình hoa hồng xuất hiện. Theo lời của chú anh thì ở những chỗ đó, da thịt sẽ dần bị hoại tử. Nobara chắc trụ được 10 phút còn Yuri chắc được 900 giây. Nếu muốn sống thì chỉ còn cách phá giải thuật thức, cụ thể là tiêu diệt hai anh em bọn chúng. Nước đi này của chúng có phần hay, nhưng sai người. Đừng quên Nobara sở hữu skill khiến địch ta trung tần số đau đớn. Thay vì phải dùng một bộ phận như những lần kích hoạt trước, giờ đây máu của đám quái đã có trên da thịt cô, quá đủ để kích hoạt thuật thức. Chú anh nhận định rằng với sự đau đớn mà thuật thức của hắn gây ra vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, hai tên chú sư kia sẽ không thể cọ quậy mà làm gì được. Nhưng điều đó không xảy ra với Yuji. Thậm chí cả Nobara cũng kích hoạt thuật thức để thương tổn cho cả hai bên cùng gánh. Yuji dùng liên hoàn đấm lên chú em. Dù biết đau đớn chưa đủ để hạ thằng em mình, nhưng chú anh vẫn lao đến để chặn hai đứa kia lại. Thì Nobara và tóc hồng đổi địch đối đầu. Sau từng ấy thương tổn, mình Nobara cũng có thể thanh tẩy cho chú em về với đất mẹ. Nhất là bây giờ phải đối đầu với Yuji, khiến chú anh đau đầu không biết nên giải thuật thức hay không. Hắn tự tin là vẫn có thể cầm chân cặp chú sư đến khi Si Vương kích hoạt, nhưng thằng em thì yếu lắm rồi, khiến hắn quyết định giải trừ thuật thức. Chỉ chờ có thế, Yuji như khuyển sổ lồng lao đến đánh liên hoàn khiến chú anh khôn đốn. Ăn đấm như con bất chấp kích hoạt chú thuật cũng chẳng si nhê, để chốt hạ cho chúng. Cả lên đồ chuẩn bị kích hoạt những tuyệt kỹ tất sát của mình, cả hai vận công chuyển vào vũ khí của mình để cùng một lúc tung đòn trực diện vào đối thủ. Chú em chút hơi tàn định chơi lén Nobara, nhưng bị cô nàng dễ dàng hạ gục. Trước cái chết của em mình, chú anh bật khóc thương cảm. Cảnh tượng đó đã lọt vào tầm mắt của Yuji. Còn Nobara cũng nhận ra chú em có cái gì đó rất khác với nguyên hồn thông thường. Đúng lúc ấy, một cái xe hết sức vô duyên đi qua, tạo điều kiện cho hai anh em chúng trốn thoát. Mặc dù Yuji đã đuổi theo, nhưng chú anh lấy một người trên xe làm con tin, nên tóc hồng cũng không làm gì được. Tuy nhiên cô nàng Nobara thì có, với cánh tay đứt lìa của tên chú anh còn lại, quá đủ để cô tiễn địch một bước sang thế giới bên kia. Để thêm phần chắc cú thì Yuji bồi thêm một cú đấm phun chú lực, nhưng đi kèm theo đó là một lời xin lỗi. Bế mạc cuộc đời của hai tên chú thai cửu tướng đồ, kết thúc cuộc chiến. Trong lòng cả Yuji lẫn Nobara đều cảm thấy có gì đó hơi nghẹn nghẹn. Hai tên đó dẫu là những con quái vật, nhưng tình cảm chúng dành cho nhau là thật. Lát sau, Yuji và Nobara trở lại dưới cầu thì tìm được Megumi đang bất tỉnh. Hên là cậu vẫn tỉnh lại ngay sau đó, nhưng không may là ngón tay thu thập được bị Sukuna nuốt mất. Có vẻ như cơ thể của Yuji vẫn đủ khả năng khống chế được, nên cả bọn được an toàn trong lần này. Nhiệm vụ kết thúc tất thắng. Tuy nhiên còn khá nhiều thứ đọng lại trong Megumi và Nobara. Họ đều hiểu rằng chính việc Yuji nuốt ngón tay Sukuna đã tạo ra cộng hưởng thu hút những lời nguyền tụ tập lại. Những vụ việc như ở cầu Yasohachi cũng sẽ xảy ra nhiều hơn. Vậy nên họ quyết định sẽ im lặng không nói cho tóc hồng biết. Tuy nhiên hai người họ chẳng nói thì Yuji cũng biết thông qua cái mồm của Sukuna, và cậu cũng buộc hắn phải giữ kín chuyện này với Megumi. Trải qua nhiều cuộc chiến cam go, những chú sư như Maki, Panda, Megumi, Nobara, Yuji được đề xuất thăng lên làm chú thuật sư cấp 1. À, có vẻ như chúng ta đã quên mất một người nhỉ. Gojo Satoru vẫn đang điều tra một tên nội gián của đám lời nguyền, khả năng là học sinh trong hai trường chú thuật. Cuối cùng tên đó là ai? Geto và đám lời nguyền đang ủ mưu gì? Đám học sinh của trường chuyên chú thuật liệu có lên level? Phía trước có những khó khăn gì? Và Gojo liệu có truy quét được hết đám Geto kia?
hãy đón chờ mùa thứ hai của Chú Thuật Hồi Chiến ngay trong tháng 7 này. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, editor Trung Khỉm và Tô Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Sau season 1 của Thầy Cúng Đại Chiến, ta biết được kế hoạch Shibuya của Geto Suguru và đám nguyền hồn đặc cấp nhằm bắt bằng được top 1 server chú thuật Goju Satoru aka Thầy Năm. Sức mạnh của thầy bá ra sao thì ai cũng biết rồi. Nhưng trong quá khứ, Goju đã từng nhận một trận thua cay đắng, từ đó thay đổi cả cuộc đời của thầy một lần và mãi mãi. Tất cả diễn biến sẽ có trong recap Thầy Cúng Đại Chiến, quá khứ của Thầy Năm. Câu chuyện bắt đầu với một vụ án tâm linh tại dinh thự của một gia đình kinh doanh thịt bò. Do làm ăn bết bát dẫn đến nợ nần, gia đình này đã reset cuộc đời tập thể. Kể từ đó, căn nhà họ từng ở bị vướng vào những lời nguyền ma quái. Cứ ai từng vào đây đều biến mất không một dấu vết. Nỗi bất an ngày một lan rộng. Utahime cùng phú ông Mây Mây được cử đi giải quyết. Sau khi chia nhau ra điều tra, họ nhận thấy căn nhà này thực tế là một kết giới. Dù họ có đi đến đâu đi chăng nữa thì cũng về một điểm cố định mà thôi. Tuy nhiên kết giới này không chắc chắn, nó thực chất là các mối nối với nhau. Thế nên họ chỉ cần bật tốc biến về hai đầu, kiểu gì kết giới cũng tự hủy. Quả nhiên nó bị phá vỡ thật, nhưng là bởi thanh niên này, Goju Satoru aka đầu trắng mắt xanh. Vừa gặp đàn chị, khứa này đã buông lời cá khịa, bảo cô yếu quá thì lần sau bật định vị lên cho người ta dễ cứu. Quá cay thằng đàn em láo lếu. Utahime xem tí nữa thì bị một con lời nguyền nuốt chửng, nếu không được đàn em khác tương trợ. Người đó là Geto Suguru aka đầu mái mắt đen, bạn cùng lớp với Goju. Cô này miệng lưỡi cũng độc địa chẳng kém. Đồng hành hai cái mõm chôn này là Soko, một bát hương di động. Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng Mây Mây thì thấy có gì đó sai sai. Hình như cả bọn chưa kích hoạt màn. Và thế là sự vụ ở biệt thự ma được lên sóng. Thầy Yaga, chủ nhiệm lớp, sau khi tra hỏi mấy đứa trò về vụ việc đã lần ra Goju là đứa quên bật màn, rồi lập tức ship luôn cho cu này đấm cho chừa cái tội ẩu đỏa. Bị ăn đòn, Goju lấy làm cay lắm. Bởi có màn hay không thì phi thuật sư cũng có thấy được gì đâu. Tội gì cứ phải làm màn cho nó tốn công phí sức. Thấy cu bạn hậm hực, Geto liền chỉnh ngay. Sở dĩ màn được tạo ra không chỉ để che mắt người ngoài, mà nó còn để người dân được an yên trong lòng. Thấy thằng bạn dạo này hơi đạo lý, mà mấy đứa như thế thường sống như, nên Goju tỏ ý không ưa. Nếu đã không ưa thì Geto cũng không ngại nói chuyện đâu. Giữa bầu không khí căng thẳng, thầy Yaga xuất hiện trên ngang, lệnh cho hai cu trò lên đồ sẵn sàng nhiệm vụ mới. Họ sẽ phải bảo vệ, xóa bỏ rồi đưa cô gái tên Amanai Riko, một tinh tương thể được chọn. Theo lời thầy Yaga thì tinh tương thể là những người có căn cơ phù hợp với Tengen-sama, nhân vật cực kỳ quan trọng đối với giới chú thuật. Ngài sở hữu thuật tử nhưng bất lão, cứ 500 năm một lần, Tengen-sama cần được đồng hóa với một tinh tương thể. Nếu không, cơ thể ngài sẽ tự tiến hóa thành một dạng sống vô ý thức, khi đó đại họa sẽ đến. Goju và Geto phải bảo vệ Riko trước hai thế lực muốn ngăn chặn đồng hóa, là tổ chức Quy, gồm những nguyên sư nguy hiểm, và Bàn Tinh Giáo, tổ chức của những kẻ cuồng tín Tengen-sama. Trong lúc đến đón tinh tương thể, hai khứa phát hiện có một vụ nổ lớn. Ẩn trong màn khói đen là Riko, người họ cần tìm. Ngay khi phát hiện ra sự việc, Geto đã triệu hồi nguyên hồn để đỡ cô bé kịp thời. Danh tính của kẻ ra tay là một nguyên sư thuộc tổ chức Quy, nhìn thì có vẻ nguy hiểm. Những thằng càng tỏ vẻ nguy hiểm càng dễ an hành, và gã này cũng không ngoại lệ. Không ăn nổi Geto, hắn xoay sang cầu xin được rửa tay gác kiếm, hứa sẽ bỏ nghề mà về trồng cá nuôi dao. Thấy khứa tóc dài đéo ke mình, hắn đổi giọng hù dọa, một khi sát thủ số 1 của Quy đến thì dù có đọc pass anh bạn à thì hắn cũng không tha. Mạnh mồm đấy. Cho đến khi hắn xem tin nhắn Goju gửi Geto thì nín luôn. Đầu trắng mắt xanh trước đó đã đụng độ với gã top 1 kia. Gã này chiến đúng điên rồ, nhưng là dầu ái mồ. Sau khi top 1 của Quy bại trận, tổ chức này cũng tan rã luôn. Từ xa quan sát cuộc chiến, Shiu, đại diện của Ban Tinh Giáo, đang chốt hợp đồng ám sát với Fushiguro Toji, một cựu thành viên của gia tộc Genin. Sau khi chốt thỏa thuận, thay vì sớm ra tay đoạt lấy tinh tương thể, hắn đã cho đăng một bill truy sát Riko trên trang Only Nguyên Sư với cái giá bằng tiền đặt của Ban Tinh Giáo, rồi thư thái thư giãn với con tai nghe One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới Amazon, chất âm hay chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với mảng loa 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây có thể dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng, dành riêng cho người xem The Reviewer. Khi các bạn nhấn vào đường link phía bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 160k. Mua ở Amazon hơn 750.000 nhưng người xem The Reviewer chỉ còn có 590.000. Nhấn lưu mã để được giảm giá. Trở về với tình hình của tinh tương thể, Riko sau khi tỉnh dậy phát hiện ra mình đang bị khứa Goju bế, liền lập tức vung tay ship hỏa tốc cho anh chàng một cái tát, vì tưởng mấy khứa này định ấu dâm. Geto cố sức trấn an cô bé nhưng cũng bị cô ả chôn mái tóc thả mái của mình. Ma cái con chết tiệt này, cái mồm lốn lào này thì để các anh dạy dỗ. Sau đó Kuroi, hầu gái của Riko, đến và giải thích ngọn ngành thì hai khứa kia mới chịu tha. Sau một hồi nói chuyện, Goju nhận ra cô bé này hình như là fan MU, sắp bị đồng hóa rồi mà còn lạc quan thế. Không, thực ra Riko có tên khác là Phú Thảo, cô cứ vui vẻ lạc quan thôi, cho đến khi có chuông.
chuông ký bu. Mà nói đến chuông mới nhớ, giờ học của cô sắp đến nên phải đi gấp. Việc tinh tương thể đi lung tung làm Goju khó chịu. Cậu gọi điện cho thầy Yaga, đề xuất tống Riko vào trường chuyên chú thuật luôn cho gọn. Ông thầy không giải thích nhiều, chỉ bảo hai đứa học trò hãy thực hiện mọi yêu cầu của Riko, trái ngược với thái độ hằn học của thằng bạn. Geto có cái nhìn thấu hiểu hơn, dù sao sau khi bị đồng hóa, Riko sẽ phải thành fan MU, nên thôi hãy để cô sống cho thỏa thích đi. Chợt Geto cảm nhận được biến, hai nguyên hồn cậu gửi đi đã bị thanh tẩy, nên vội bảo thằng bạn và Kuroi lên đồ đi tìm Riko, còn mình sẽ đi giải quyết những kẻ lạ mặt. Sau một hồi truy tìm, Geto đã tìm ra tên đầu tiên. Hắn là Hạc Lão, một nguyên sư chuyên sử dụng thức thần. Ngay lập tức, Geto triệu nguyên hồn sẵn sàng chiến đấu. Hạc Lão thấy đối phương kích hoạt thuật thức, liền nhận ra ngay khứa này sử dụng chú linh thao thuật. Skill thì mạnh đấy, nhưng vào tay một thằng danh con nên lão khinh ra mặt, đúng như dự liệu trước đó của Hạc Lão. Geto triệu hồi một lời nguyên tấn công one turn kill, cậu thậm chí còn tự tin rằng đã thắng, mà quay đi không một chút đề phòng. Đó là cơ hội để Hạc Lão đột kích hạ sát, nhưng chưa kịp ra tay thì lão chợt thấy cậu vàng. Những ký ức chợt ùa về trong tâm trí lão, chỉ đến khi bị Geto đấm không tạch một quyền thì lão mới nhận ra mình đã bị lừa. Ở một diễn biến khác, Goju sau khi dùng Mỹ Nam kế khiến cả học sinh lẫn cô giáo đổ như dạ, đã đưa được Riko ra ngoài theo đường sách tay. Tuy nhiên họ đã bị tên nguyên sư đầu hộp để ý. Kuroi đã phát hiện ra hắn với tuyệt kỹ diệt bộ ấm chén. Cô đã hạ được tên nguyên sư. Geto cũng đã đến nơi, đồng thời khống chế hắn và báo tin cho Goju biết về vụ Bill truy sát mới mò được từ Hạc Lão. Những thông tin Geto nói vô tình đã giúp tên nguyên sư xác thực thông tin Riko. Hắn chỉ là một phân thân, xong việc liền bị giải trừ. Trong khi đó, phía Goju đang đối đầu với những phân thân khác của đầu hộp, tưởng rằng với số lượng áp đảo hắn sẽ làm được trò chống gì đó, nhưng đời nào có chuyện. Chỉ với một vài chiêu cơ bản thuận chuyển, đầu trắng mắt xanh đã dọn xong đám phân thân, đồng thời tìm ra bản chính qua lục nhãn. Tiện vừa luyện được nghịch đảo, lại vừa hay có kẻ để check hàng, Goju liền dùng chiêu thức hack để kết luận mỗi tội do luyện chưa tới nên thôi đấm chay vậy. Vừa giành được chiến thắng thì biến cố lại ập tới. Kuroi đã bị bắt cóc. Với tình hình hiện tại, chắc chắn phía địch sẽ yêu cầu bên chú thuật sư trao đổi con tin hòng cướp được tinh tương thể, nhưng vì họ đang có trong tay Riko nên có thể chủ động được. Một khi nắm được vị trí trao đổi, Goju và Geto sẽ có cách, ví dụ như nhờ Shoko thay chỗ chẳng hạn. Nhưng Riko không chịu, vì Kuroi là người thân duy nhất của cô, nên trước khi đồng hóa, Riko muốn được tận mắt thấy Kuroi bình an thì Goju cũng không từ chối. Nhưng Riko phải chấp nhận rủi ro sẽ đến với mình, mặc cho những điều Goju nói, tinh tương thể vẫn đồng ý. Địa điểm trao đổi là Okinawa. Trước khi chuyến bay tới đó khởi hành, Goju đã già từng khách lách từng khoang để kiểm tra. Còn trong khi bay, Geto cũng cho nguyên hồn bảo vệ từ ngoài. Mọi thứ xảy ra khác xa so với suy đoán. Việc giải cứu Kuroi quá dễ dàng, thậm chí cả bọn còn có thời gian để đi tắm biển, vui chơi các thứ. Mọi thứ diễn ra quá trơn tru khiến Geto có chút đắn đo suy nghĩ, không hiểu đám bàn tinh giáo đang âm mưu điều gì. Kuroi cho rằng chúng có thể sẽ chiếm sân bay, cái này thì các chú sư đã tính cả rồi, nên đã cử Nanami và Haibara đến để bảo đảm an toàn. Thời gian vui chơi đã kết thúc, họ phải trở về trường để hoàn tất quá trình đồng hóa. Nhưng khi nhìn thấy nét chưa đã của Riko, Goju đã đổi ý, bảo thằng bạn cứ thong thả đã, ở lại chơi đến sáng mai mới về. Bởi dù sao ở Okinawa ít nguyên sư hơn Tokyo, nhưng điều đó không quan trọng. Geto muốn thời điểm hết hạn treo thưởng Riko trong lúc bay và Goju được nghỉ ngơi. Đầu trắng chưa giải trừ thuật thức từ lúc bay đến Okinawa, cậu mà quá tải là gây to đấy. Goju vẫn cho rằng mình ổn, hơn nữa nếu cậu có bề gì thì vẫn còn có Geto đấy thôi. Trong cả ngày hôm đó, Riko đã được trải nghiệm những điều mới mẻ, những thứ mà cô sẽ chẳng có thêm lần hai. Tiệc nào rồi cũng phải tàn. Goju và Geto đã đưa được Riko đến kết giới của trường, giờ chỉ cần đưa tinh tương thể đến chỗ Tengen-sama là xong. Vừa giải trừ thuật thức thì bất ngờ Goju bị đâm lén. Kẻ ra tay chính là Toji. Đây là lần thứ hai Goju và hắn gặp mặt khi cu năm còn nhỏ. Toji đã từng nghe tin về cậu nên đã tò mò tới xem cho biết. Chính Goju là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Vì biết rõ thực lực của đầu trắng nên Toji đã cho đăng tải tiền thưởng để thu hút đám nguyên sư chú ý, từ đó bào mòn tinh thần của Goju. Một khi thời điểm chín muồi, hắn sẽ ra tay hạ sát cậu. Phát hiện địch, Geto lập tức dùng nguyên hồn tấn công. Cũng may khi nhận thấy bị xiên, Goju đã kịp dùng chú lực cường hóa cơ thể, nhờ đó mà thương tổn cũng không đáng kể. Cậu bảo thằng bạn nhanh chóng đưa Riko đi, việc ở đây cứ để mình lo liệu. Sau một hồi di chuyển, nhóm của Geto đã đến được tầng cuối của trường chuyên chú thuật. Sau buổi chia ly đẫm nước mắt với Kuroi, Riko đã được đưa đến trước cổng Hoang Tinh Cung. Geto hướng dẫn cô bé đường đến chỗ Tengen-sama, ngài sẽ bảo vệ cô cho đến khi thực hiện đồng hóa. Nhưng Riko cũng có thể chọn về với Kuroi. Trong thông báo nhiệm vụ của thầy Yaga, ông đã dùng từ xóa bỏ thay vì đồng hóa, có thể hiểu rằng thầy đã ngụ ý cho hai đứa trò hãy làm gì đó cho cô gái này. Trước khi gặp Riko, cả Goju và Geto cũng thống nhất rằng nếu tinh tương thể mà từ chối đồng hóa thì dù có phải đối đầu với Tengen thì họ cũng vô tư. Quyết định bây giờ là tùy thuộc vào Riko, một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cảm xúc ít nhiều cũng mất đi. Thế nên Riko từng nghĩ, dù bản thân và mọi người có chia ly vì đồng hóa hay cái gì khác đi chăng nữa, dù có đắng cay, buồn khổ hay tồi tệ như thế nào thì rồi mọi thứ cũng sẽ phai nhạt đi theo năm tháng. Nhưng khi trải qua thời gian ở bên cạnh mọi người, cô mới thấy mình khát khao được sống đến nhường nào. Geto hiểu điều đó, cậu đưa tay ra để đón cô gái ấy trở về, nhưng bằng tiếng súng vang lên còn Riko nằm xuống bất động.
từ hành lang. Toji xuất hiện, hắn đã xuống tay với Rico. Geto thất thần không hiểu tại sao hắn xuống được tận đây. Cũng đơn giản thôi, Toji đã giết được Goju Satoru. Trở lại thời điểm sau khi nhóm Geto rời đi, sân khấu lúc này là cuộc chiến giữa Goju và Toji. Ngay trong đòn tấn công đầu của mình, Goju đã phần nào đánh giá được thực lực của đối thủ. Toji thực chất không có chú lực, nhưng bù lại thể chất và tốc độ của hắn thì cực kỳ kinh khủng. Sau khi đổi vũ khí, Toji lập tức lao đến Goju với tốc độ bàn thờ, nhưng nhanh với đầu trắng là chưa đủ. Cậu chỉ cần dùng một đòn đẩy cơ bản là có thể chặn được đối phương. Với một gã đã am tường thuật thức của mình đến như vậy, Goju chắc rằng tên này sẽ không tấn công liều. Chú cụ trên tay hắn chắc hẳn phải là loại khắc chế cậu. Hơn nữa do không có chú lực, đầu trắng hoàn toàn không thể cảm nhận được đối phương. Kể cả khi lần theo nhờ con nguyền hồn, thì Toji vẫn quá nhanh để cậu theo kịp. Để cho chắc, Goju sử dụng thuật thức thuận chuyển để phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh mình. Tưởng thế là đã an toàn, nhưng không, Toji cao tay hơn. Hắn cho một đám ruồi bầu đến vây quanh Goju. Trong một tích tắc sơ hở, nghĩ Rico đang bị bám theo, Goju đã bị Toji ám sát. Tên sát nhân vượt qua hàng rào chú lực, đâm thẳng con dao vào cổ Goju, rồi xẻ dọc xuống eo, bồi thêm răm nhát ở chân, rồi kết thúc với một đòn đâm trực diện vào đầu. Sở dĩ Toji có thể khắc chế vô hạ hạn của Goju là bởi hắn đã dùng Thiên Nghịch Mâu, một loại chú cụ đặc cấp cưỡng chế hủy bỏ thuật thức. Goju Satoru đã bị tiêu diệt. Nghe tin dữ của bạn mình, Geto lập tức triệu hồi hai nguyền hồn đặc cấp ra tiếp Toji. Hồng Long lên trước, nó ngoạm lấy Toji rồi lao xuống Hoang Tinh Cung. Geto tưởng thế là xong, nhưng Toji thậm chí còn chẳng có lấy một vết xước. Việc xuống được tận đây với hắn chẳng phải là điều gì to tát cả. Hoang Tinh Cung vốn là một kết giới ẩn, chỉ cần tìm được cửa là vào. Hiện tại các thuật sư cũng rất bận rộn, hắn còn cho đám ruồi bầu quấy nhiễu nên chẳng lo đám học sinh trường chú thuật ngăn cản. Đặc biệt Toji không hề có chú lực, có thể coi hắn như tàng hình. Có chăng lấn cấn chỉ là từ con nguyền hồn hắn mang mà thôi. Với một cá thể tàng hình thì nội tạng kẻ đó cũng thế. Vậy nên Toji đã nuốt con nguyền hồn vào bụng. Vậy là thông chốt thành công. Nhưng rõ ràng Geto đã xóa sạch dấu vết chú lực rồi. Sao hắn lại tìm ra nhanh đến vậy? Cái này thì càng dễ giải thích. Toji còn sở hữu năm giác quan siêu nhạy bén. Dù cho nhóm Geto có cẩn trọng đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần dựa vào dấu chân, mùi hương, Toji cũng sẽ lần ra hướng di chuyển của họ. Để chốt lại cuộc nói chuyện, Geto hỏi Toji về Kuroi. Hắn chỉ đáp lại lửng lơ, mập mờ về số phận của hầu gái. Cộng dồn mọi phẫn nộ, Geto lập tức phát động thuật thức của mình, triệu hồi những nguyền hồn mạnh nhất của mình ra để gây sức ép cho đối phương. Nhưng Toji quá nhanh khiến mọi đòn của cậu đều tạch. Đã thế hắn còn rất mạnh, khi chỉ một đường đao đã thanh tẩy Hồng Long, nguyền hồn có sức phòng thủ cao nhất mà Geto có. Sau đó Toji bị rơi vào kết giới do giả tưởng oán linh tạo ra. Nếu muốn thoát ra, hắn phải trả lời câu hỏi mà người yêu thường hỏi mấy đứa con trai. Anh còn yêu em không? Theo một phong cách thô mà thật, Toji trả lời con oán linh không phải gu của mình. Hậu quả là hắn bị rơi vào thế bị kẹp cứng. Nhưng như thế không đủ để làm khó tên sát nhân. Hắn dễ dàng phá vỡ kết giới bằng Thiên Nghịch Mâu. Tận dụng thời điểm đó, Geto đã kích hoạt thuật thức để cưỡng chế chiếm đoạt chú linh của Toji. Nào ngờ cậu đã chậm một bước, không chỉ ngăn chặn skill của Geto mà Toji còn tận dụng sơ hở, tặng cho đầu mái hai đường chéo trước ngực. Cuộc chiến kết thúc, Toji hoàn toàn giành chiến thắng. Những chú thuật sư được coi là xuất chúng cuối cùng lại thua thẳng cẳng trước một con khỉ vô năng. Thật là hài hước làm sao. Sau đó tại trụ sở bàn tinh giáo, Toji đến bàn giao xác của tinh tương thể, đồng thời nhận lấy phần thưởng đã thỏa thuận. Vừa bước ra ngoài, một dáng hình thân quen đã chờ hắn từ chiều. Goju Satoru vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, Cú Năm đã nhìn ra được cốt lõi của chú lực, từ đó kích hoạt thuật thức nghịch đảo, giữ được cái mạng của mình. Toji đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt hoàn toàn Goju, thế nên bây giờ hắn phải trả giá. Cuộc chiến lượt về giữa hai con quái vật bắt đầu. Toji dùng Thiên Nghịch Mâu liên tiếp tung chạm về phía Goju, nhưng tất cả đều trượt. Đã thế gã sát thủ còn bị Cú Năm phản công bằng thuật thức nghịch đảo, khiến hắn văng tít mù. Cũng ê ẩm đấy. Nhưng với Toji mấy đòn đó chưa thấm, hắn đứng lên làm tí khởi động, đồng thời phân tích thuật thức vô hạ hạn của Goju, rồi gắn chú cụ và xích bắt đầu tấn công từ xa. Trong cơn cuồng say sức mạnh, không một đòn nào của Toji chạm được đến Goju. Cậu bây giờ đã đạt tới cảnh giới mà rất ít người trong tộc đạt đến được. Nghịch đảo và thuận chuyển chạm xung va chạm vào nhau đã tạo ra một chiêu thức mới, hư thức tử. Ánh sáng màu tím xé ngang mọi thứ, để lại một lỗ to và sâu trên tường lẫn cơ thể Toji. Trong khoảnh khắc hấp hối, tên sát thủ máu lạnh chợt nhớ về gia đình và đứa con trai của mình. Hắn nói với Goju về việc 2 đến 3 năm nữa, con trai hắn sẽ bị bán cho nhà Zenin. Đứa trẻ đó tùy Goju xử lý. Khi đến cơ sở của bán tinh giáo, Geto đã thấy Goju trên tay là xác của Rico. Giữa một đám giáo chúng đang vỗ tay với nụ cười trên gương mặt, đôi mắt của Goju lộ rõ sự lạc lối. Cậu đã hỏi người bạn của mình rằng liệu có nên giết hết đám người này hay không? Geto chỉ nói là không cần thiết, đám người này chỉ là giáo đồ bình thường mà thôi. Tuy nói những lời thuyết phục Goju, nhưng thực tế bên trong Geto đang như sóng trào. Cậu vẫn đặt nặng trọng trách của chú thuật sư cao hơn là sự phẫn nộ cực hạn bên trong mình. Sau thời gian luyện tập, cuối cùng Goju đã thành công kiểm soát được thuật thức nghịch đảo và đang hướng đến bành trướng lãnh địa. Với sức mạnh của mình hiện tại, Goju đã có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Shoko thì lui về hậu trường và ít ra ngoài hơn. Thời gian Geto độc lai độc vãng càng nhiều. Trừ tà,
hấp thụ lại trừ tà hấp thụ. Mùi vị của những chú linh mà Geto phải nuốt giống như chiếc rẻ rách lau bãi nôn vậy. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại, như cái cách hình ảnh hôm ấy ám ảnh Geto vậy. Cậu phải tự thuyết phục mình rằng với tư cách là chú thuật sư, nhiệm vụ của mình là cứu người. Nhưng dường như vẫn có gì đó đang lấn cấn trong cậu, đặc biệt là trước lũ khỉ hôi hám ngoài kia. Một lần khi đang ngồi nghỉ, Geto đã gặp Haibara, một đàn em luôn niềm nở và căng tràn sức sống. Cậu ta còn kể cho Geto nghe về việc ngày mai mình sẽ đi công tác xa và niềm vui khi có thể làm những việc mình có thể. Trong lúc hai anh em đang nói chuyện thì Yuki Tsukumo, một đặc cấp, cắt ngang. Sau khi Haibara rời đi, cô đã cho Geto biết về kế hoạch xây dựng một thế giới ai ai cũng là chú thuật sư, nhằm tiến đến một xã hội không còn lời nguyền. Khi nghe lời chia sẻ của Yuki, Geto bất giác cho rằng thay vì như thế sao không diệt sạch đám phi thuật sư đi? Đó không phải là kế sách tồi. Khi đó con người sẽ được thúc ép tiến hóa, nhưng nó cũng quá sức điên rồ. Sự thẳng thắn này của Geto xuất phát từ chính những suy nghĩ đang ngày một lớn dần trong cậu. Trước đây cậu cho rằng chú thuật sư sinh ra là để bảo vệ những phi thuật sư. Tuy nhiên giá trị của những kẻ cần bảo vệ đó đang dần bị lung lay. Geto đang rơi vào trạng thái mất phương hướng. Cậu không biết đâu mới là ý nghĩa chân thực của mình. Yuki chỉ khuyên đàn em nên trấn tĩnh lại, rồi từ từ xem xét đâu mới là hướng cậu lựa chọn. Trong lúc chào tạm biệt, Yuki đã cho Geto biết rằng chuyện tinh tương thể không cần quá lo lắng, sẽ có người khác hoặc kẻ khác sinh ra để thay thế. Cuối cùng Riko cũng chỉ là vật tạm thời. Số phận của cô gái đó cũng chẳng khác nào đám thuật sư bọn họ cả. Haibara đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cùng Nanami. Họ đã phải làm nhiệm vụ cấp 1, một nhiệm vụ ngoài tầm với của họ. Geto khuyên Nanami nên nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để Gozu sẽ lo. Nếu một tay Gozu lo hết được thì tại sao hai đứa trẻ mới vào nghề phải đi cơ chứ? Haibara cũng đâu khác gì Riko. Có khi nào cuối chặng đường chú thuật của Geto chỉ toàn là máu tanh và xác của đồng đội? Ý chí của Geto như ngọn nến trước gió, chỉ cần một tác động nữa là nó sẽ tắt. Nó đã thực sự tắt khi Geto chứng kiến hai đứa trẻ bị dân làng vu cho cái tội quái vật hại người. Một tay cậu đã ra tay xóa sạch 112 người của ngôi làng đó. Geto chính thức sa ngã. Sau khi xem xét sự việc, cấp lãnh đạo đã tuyên án tử hình cho cậu với tư cách là chú nguyên sư. Khi hay tin đó từ thầy Yaga, Gozu đã không thể tin được. Làm sao một người như Geto lại hắc hóa đến thế được? Trong khi đó, Geto đã đến gặp Shoko. Cậu đã kể cho cô nghe về dự định sắp tới của mình. Shoko cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Cô còn gọi Gozu đến chỗ họ. Hai người bạn trên bến dưới thuyền giờ chạm mặt nhau khi ở hai phía đối lập. Gozu liên tục hỏi Geto lý do khiến cậu trở nên như thế này. Geto chỉ nói rằng sở dĩ Gozu coi quyết định của cậu là ngu ngốc là bởi Gozu là kẻ mạnh nhất. Mặc kệ lời khuyên bảo của thằng bạn, Geto vẫn quả quyết đi theo con đường mình đã chọn. Trước tấm lưng người bạn dần xa, Gozu không thể tung chiêu hạ sát. Cậu đã thua ở kèo này. Đầu trắng có thể rất mạnh, nhưng cậu không thể cứu được những người không muốn cứu. Geto sau đó đã tiếp nhận chức giáo chủ của bàn tinh giáo. Bất cứ ai tỏ vẻ chống đối đều nhận cái kết đẫm máu từ tay chú nguyên sư. Một thời gian sau đó, Gozu đã đến tìm Fushiguro Megumi, con trai của Toji, để hỏi xem khứa này có muốn đến nhà Zenin hay không. Megumi thì sao cũng được, miễn nơi đó có hạnh phúc cho chị gái của mình. Điều kiện đó thì chắc chắn nhà Zenin không cho được. Vậy nên Megumi đã quyết định sẽ theo Gozu. Trước khi rời đi, Gozu khuyên Megumi phải thật mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt qua cả anh, kẻ đang ở đỉnh cao sức mạnh. Ngày 19 tháng 10 năm 2018, ba đứa trẻ Yuji, Megumi và Nobara đang đánh thức ông thầy của mình. Những đứa trẻ đó là hy vọng của Gozu Satoru và tổ quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại. Video này được mang đến cho bạn bởi Content Lập, editor Trung Khỉm và tôi quản quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó background để làm việc và học tập. Để có thể có trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim vì những trận chiến trong đây rất hay. Và xem lại các phần tóm tắt chú thuật hồi chiến có trên The Reviewer. Còn đây là phần thầy cúng đại chiến, biến cố Shibuya. Sau khi nghiên cứu những chuyện đã xảy ra, Gozu đã nghi ngờ trong trường chuyên chú thuật có nội gián. Vậy nên thầy Năm đã liên hệ với cô Utahime bên Kyoto để cùng nhau điều tra ra kẻ đó. Sau một thời gian làm rõ, Utahime đã tìm ra những nội gián trong giới thuật sư. Nhận được tin đó, Gozu đã cử Yuji, Nobara và Megumi đến hỗ trợ Utahime bắt giữ kẻ phản bội. Tuy nhiên khi họ đến nơi mà kẻ đó ẩn náu thì không thấy ai cả. Ở một diễn biến khác, Mahito và Geto đã đến gặp một kẻ quấn băng kín mít. Hắn là Kokichi Muta aka người điều khiển Mekamaru và cũng là đối tượng phản bội. Kokichi mang trong mình nguồn chú lực khổng lồ, nhưng cơ thể thì lại tàn phế, thậm chí ánh trăng cũng đủ khiến cho da hắn bị thiêu đốt. Trong tâm tưởng của Kokichi, hắn luôn khát khao có được một cơ thể toàn vẹn để có thể được sống, được yêu và chiến đấu cùng với bạn bè. Vậy nên Kokichi đã đồng ý một ràng buộc với đám chú linh. Hắn sẽ cho chúng những thông tin chúng muốn, bù lại Mahito phải dùng thuật thức chữa cơ thể cho mình. Dù hợp tác nhưng đôi bên đều biết khi ràng buộc hoàn thành, phía kia nhất định sẽ cắn lại mình. Ngay lúc hoàn tất quá trình chữa trị, Kokichi đã bắt đầu triển khai Mekamaru, sẵn sàng cho một cuộc chiến với nhân nguyền Mahito. Dù đông đảo về số lượng, nhưng đám robot gỗ này chẳng là cái đinh han gì với Mahito cả. Chúng lần lượt bị nhân nguyền cho thành gỗ vụn trong phút mốt. Tuy nhiên đó lại chỉ là món khai vị. Món chính cho cuộc đối đầu này là đây, Mekamaru tối thượng. Với tình hình thực tại, Kokichi hiểu rằng bản thân không thể đối đầu với Geto và Mahito. Kokichi phải liên lạc với thầy Năm, vừa để cầu cứu vừa để báo về kế hoạch Shibuya. Geto đã đọc vị trước. Hắn đã bày sẵn màn để chặn mọi liên hệ của Kokichi ra bên ngoài. Với những dữ liệu đã có từ các cuộc chiến của Mahito, cộng thêm lượng chú lực tích lũy sau bao năm tháng, Kokichi phải nhanh chóng hạ tên nhân nguyền nhanh và chóng.
với một năm chú lực, siêu đại phất pháo được kích hoạt, mục tiêu hướng thẳng về phía Mahito. Uy lực thì khủng khiếp đấy, nhưng chưa ăn thua. Nếu không làm tổn thương linh hồn thì đòn mạnh cỡ nào cũng chẳng có mấy thiệt hại cho Mahito. Những điều đó Koichi đã tính cả rồi. Mọi sự chuẩn bị của cậu đều dành cho phương án này. Ngay khi bị dính đạn, chỗ bị bắn trúng của Mahito bất ngờ bị phá hủy, rồi ăn ngay một đạp văng không thấy xác. Không để kịp hồi máu, Koichi bonus thêm 5 chú lực để gia tăng hỏa công bằng những đường đạn cuối. Mahito một phen khốn đốn, hắn phải liên tục thay hình đổi dạng để né chiêu. Tuy cũng đã gây khó dễ ít nhiều, đó vẫn chưa đủ để nhân nguyền chịu thua. Thậm chí hắn còn phản công, khiến cho Mekamaru tối thượng nhận thương tổn. Koichi không chịu lép vế. Sau khi đánh văng Mahito bay xa, hắn dồn thêm chú lực bonus thêm sức mạnh tình bạn. Quyết endgame trong đòn này. Đúng là endgame thật, nhưng phần thắng thuộc về Mahito. Bành trướng lãnh địa tự bế viên đốn hỏa. Mekamaru tối thượng bị kéo vào trong lãnh địa, không cần chạm vào Koichi. Một khi đã vào đây rồi thì khứa sẹo ăn chắc án tử. Mahito tin là như thế, còn Koichi thì không. Phập, Mekamaru bất ngờ đâm xuyên người nhân nguyền. Koichi đã chuyển giản dị lãnh địa, một thuật thức khắc chế lãnh địa vào móng của Mekamaru, từ đó có thể gây thương tổn cho Mahito. Cơ thể Mahito đã tan biến, lãnh địa cũng bị phá vỡ. Chiến thắng thuộc về Koichi. Giờ chỉ cần ăn được Geto nữa là xong. Trong lúc cậu tự tin nhất thì say hello Mahito-chan nè, ma ám quẻ. Nhân lúc Mekamaru nhỏ cầm chân hắn, Koichi lấy nốt phần giản dị lãnh địa cuối cùng, quyết tất tay với đối thủ. Ở một nơi nào đó, Miwa đang nói chuyện với Mekamaru ở trường học. Cô mong muốn được nâng cấp quan hệ giữa họ. Cô hy vọng sẽ sớm được đến thăm Koichi, nhưng điều đấy là không thể nữa. Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về phe lời nguyền. Kế hoạch Shibuya đã bắt đầu được triển khai. 19 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2018, một tấm màn bán kính 400m được thả xuống khu vực Shibuya. 20 giờ 14 phút tối tại Shibuya, Tokyo. Những đội chú thuật khác cũng được sắp xếp sẵn sàng chờ lệnh. Nhóm 1 gồm Megumi, Nanami và Ino, với người hỗ trợ là Ichiji. Nhóm 2 gồm Naobito, Maki, Nobara, với người hỗ trợ là Nita. Nhóm 3 gồm Kusakabe, Panda. Nhóm 4 gồm Yuji, Mei Mei và em trai Uyui. Trong khi đó, tại phía đông phường 2 Daogenzaka, bên trong màn, một bộ phận dân thường liên tục gào thét, yêu cầu Goju Satoru đến đó ngay lập tức. Mọi phương tiện liên lạc đều bị ngắt. Đến 20:31, Goju Satoru đã xuất hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Thầy Năm được cấp trên chỉ định sẽ độc chiến trận này. 20:40, Tokyo Metro trạm Shibuya, tầng hầm số 5, Goju chạm mặt đám nguyền hồn. Với sự xuất hiện của Jogo, Hanami và Choson, trước khi bắt đầu cuộc chiến tại Shibuya, Geto đã bày cho đám nguyền hồn cách để khắc chế Goju. Cụ thể thì chúng sẽ tận dụng những phi thuật sư có mặt ở đó để ngăn không cho Goju sử dụng các chiêu lẫn lãnh địa. Mục đích sau cùng là làm suy kiệt Goju và cầm chân thầy trong khu vực 4m trong 1 phút khi ngục môn cương kích hoạt. Đúng như những gì đã được plan trước, đám nguyên hồn đã khiến cho Goju chỉ bật mốt phòng thủ. Dĩ nhiên một khi đã lường trước anh thầy phải làm thế thì chúng đã có kế hoạch tấn công sẵn. Phương án đó mang tên mở rộng lãnh địa để trung hòa lãnh địa của Goju. Chúng chấp nhận giảm độ chính xác để có cơ hội đánh trúng mục tiêu. Kế hoạch này thực sự đã phát huy hiệu quả, nhưng đối thủ mà chúng đang đương đầu là Goju Satoru, một kẻ rất mạnh và cũng cực kỳ điên. Và giờ là lúc thầy combat với mục tiêu đầu tiên là Hanami, miệng nói một đằng tay đấm một nẻo. Kẻ bị Goju đút thành nhiều nhất là Jogo. Trước tình hình đó, Hanami cho rằng Goju chỉ mõm diệt mình, hơn nữa thầy còn giải trừ thuật thức, tức là Goju tính đánh tay chân thôi. Thay vì tiếp tục anh hùng núp trong đám người, Hanami đã giải mở rộng mà dùng thuật thức của mình, và thế là hắn mắc lừa. Goju lập tức áp sát lâm nguyền, tấn thẳng vào điểm yếu của nó. Địch sử dụng mở rộng để hạn chế Goju, nhưng đừng quên là anh có thuật thức cực kỳ cao siêu. Đám chú linh tuổi gì mà đọ. Đúng như lời tuyên bố khai trận, Hanami là đứa đầu tiên bị thanh tẩy. Chứng kiến đồng đội bị tiêu diệt, Jogo vội xôi xéo và trốn đông người để thực hiện chiến thuật du kích, đồng thời hối thúc Choso ra tay tương trợ. Sau khi xem xét tình hình, Goju nhận thấy chiến lược tay chân không hiệu quả nữa. Một khi để phe địch tổng lực tấn công trong đám đông thì thiệt hại sẽ rất nhiều. Anh không thể cứu hết được mọi người. Ở một diễn biến khác cùng lúc với trận chiến này xảy ra, nhóm 4 đang ở trạm Meiji Jingu. Họ sẽ chia làm hai nhánh. Mei Mei và Ui Ui sẽ đi giải quyết đám dị nhân ở tầng 4, còn Yuji sẽ phá gốc màn để hủy kết giới. Khi di chuyển đến tầng 2, Yuji phải đối đầu với nguyền hồn châu chấu. Một lời nguyền biết nói thế này không hề tầm thường. Nó sở hữu khả năng bật nhảy và nhắm cắn cực mạnh, cộng thêm khả năng bay khiến tóc hồng ít nhiều gặp khó khăn, không thể cứ mãi chạy quanh. Yuji xét kèo đấm bốc với con nguyền hồn. Tuy có tận 4 tay nhưng trước ông vua quyền cước như Yuji, con nguyền hồn chỉ là bao cát biết phản kháng, để rồi kết thúc nó bằng một quyền thẳng bụng. Sau khi phá được gốc màn, Yuji hội quân với chị em Mei Mei để xuống tầng 5. Nhưng ở đây bây giờ chẳng có mấy mống người. Hỏi một người đang thất thần trước sân ga thì người đó chưa nói được mấy câu đã bị biến dị. Mahito đã ra tay ở đấy trước. Hắn tính tặng cho Goju một món quà. Món quà ấy đã đến sân ga chỗ thầy Năm. Những biến dị nhân từ đoàn tàu túa ra khiến người thường bỏ chạy tán loạn. Không dừng lại ở đó, Mahito còn phá hủy giếng trời mà trước đó Hanami bịt, khiến cho hàng trăm người rơi xuống nữa. Tình thế đã hỗn loạn thì chớ, đám chú linh lại gia tăng sức ép lạm sát người vô tội. Chúng muốn đẩy Goju vào thế tiến thoái lưỡng nan.
không biết có nên dùng lãnh địa hay không. Trong những lúc thế này, đẳng cấp của đặc cấp sẽ lên tiếng: bành trướng lãnh địa, vô lượng không xứ. Goju đã đánh cược vào 0,2 giây dùng lãnh địa để giải quyết tất cả vấn đề. Những phi thuật sư khi bị dính chiêu vẫn sẽ bị thương tổn nhưng chỉ cần 2 tháng để bình phục. Nhưng bù lại sau 299 giây kể từ lúc giải trừ lãnh địa, 1000 biến dị nhân đều đã bị tiêu diệt. Có điều anh đã không lường trước được rằng đó là cơ hội để Geto nhắm đến, để kích hoạt ngục môn cương. Một phút mà hắn từng nói với Jogo không phải là một phút thời gian, mà là một phút trong tâm tưởng của Goju. Trong khoảnh khắc thầy nhìn thấy Geto, ký ức của hai người ùa về. Và đó cũng là lúc Goju bị bắt lại. Mọi thông tin đều cho thấy kẻ trước mắt là khứa tóc mái, nhưng linh hồn Goju phủ định điều đó. Nếu Goju thành tâm muốn biết thì hắn cũng chẳng ngại trả lời. Hắn sử dụng một loại thuật thức, chỉ cần thay não là có thể chiếm đoạt cơ thể lẫn thuật thức của chủ thể. Nhờ Goju đã không giao xác Geto cho Shoko xử lý nên hắn mới chiếm đoạt được bảo vật quý giá này. Geto fake vui rồi, đừng vui quá. Bởi ở ngoài kia vẫn còn Okosu Yuta, kẻ đã đánh bại Geto Suguru bản Ryu. Geto fake không lấy đó làm lo ngại, bởi vì dù có cố thế nào thì chẳng ai có thể trở thành Goju 2.0 cả. Giờ đẹp sắp điểm, bế ngôn ngục môn cương, Goju Satoru chính thức bị phong ấn. Thông tin này đã được báo về cho nhóm 4 thông qua Mekamaru version Delta. Điều kiện kích hoạt nó là khi Goju bị phong ấn. Kokichi trước khi chết đã chuẩn bị sẵn ba nơi. Mekamaru xuất hiện ở chỗ Yuji vì cậu ít nguy cơ phản bội nhất. Còn về phía Mei Mei thì tình huống hiện tại chắc chắn cô vô can, đơn giản là bởi có một nguyên sư đang tới lấy mạng họ. Mei Mei vẫn thấy chưa đủ tin Mekamaru nên muốn đi xác thực thông tin về Goju. Nhưng tình hình của Shibuya giờ đã khác, tầng tầng lớp lớp những màn chứa do địch tạo ra đang cản trở hoạt động của các chú sư. Giờ thì chỉ biết đánh cược với Mekamaru mà thôi. Bây giờ Yuji phải đến Shibuya để thông báo tin thầy bị phong ấn, chuyển mối quan tâm của các chú sư sang việc cứu Goju. Còn Mei Mei ở lại tạo điều kiện cho tóc hồng hành sự. Một khi Goju biến mất, cả giới chú sư lẫn xã hội loài người sẽ đảo lộn, thế nên họ nhất định không được thua. 21:26 tại tầng 5, tuy đã thành công phong ấn được Goju, nhưng xem chừng đám Geto fake chưa khuất phục được thầy. Bên trong ngục môn cương, đầu trắng mắt xanh vẫn đặt ngôi sao hy vọng và các trò yêu quý. Đám trẻ sẽ sớm cứu mình ra thôi. 21:22 tại Shibuya, các nhóm khác vẫn chưa hay biết gì, nhưng họ đã bắt đầu hành động. Trong lúc đó, Yuji đã di chuyển được lên mặt đất, đồng thời nhận được tin rằng Goju đang cố câu giờ để chờ họ đến. Các thuật sư có thể đến đó qua các ga lân cận. Khi màn cấm thuật sư bị hủy thì họ có thể tấn công, nhưng bây giờ không thể tìm người hỗ trợ để báo hết được. Nếu để chọn ra một người vừa đáng tin mà lại còn mạnh thì chỉ có một nhân vật là phù hợp. Dồn hết hơi hết sức, Yuji gọi to đanh thép rõ ràng cái tên Nanami để báo tin khẩn thầy Goju đã bị phong ấn. Ngay khi nghe tin, nhóm một lập tức thay đổi kế hoạch. Họ sẽ đến gặp Yuji để tính cách giải phóng Goju nhanh và chóng. Về phía đám chú linh, giờ là lúc thực hiện bước 2 của kế hoạch, đánh thức Sukuna. Mahito tự tin chẳng cần vua lời nguyền cũng vẫn thắng, miễn sao giết được Itadori là vui. Còn Jogo thì cần Sukuna sống lại để thực hiện kỷ nguyên lời nguyền. Nếu đã va chạm ý tưởng, Mahito gợi ý một kèo đấu, ai gặp Yuji trước thì tùy ý hành sự vậy. Trở lại với khứa tóc hồng, nhóm 1 đã tìm đến chỗ cậu. Sau khi nghe Mekamaru phổ biến tình hình, Nanami giao lại đội cho Ino quản lý đội này, tiến vào trong dỡ bỏ màn ngăn thuật sư. Trong lúc anh đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác trước khi lâm trận, Ino muốn cho hai thằng đệ hiểu rõ mối nguy nếu không còn Goju. Thứ nhất là sẽ chẳng còn chú sư nào như Yuji được cứu nữa. Thứ hai là cán cân thiện ác sẽ thay đổi, thế nên cuộc chiến này họ không thể thua. Ra trận quyết tâm là thế, nhưng màn ngăn thuật sư họ vẫn chẳng vào được. Với độ bền chắc này, Ino cho rằng kẻ răng màn đang ở bên ngoài, cụ thể là ở một nơi dễ quan sát. 22:01, tháp trung tâm Shibuya, cả bọn đã tìm ra tháp canh giữ. Tuy nhiên họ mới chỉ phá được một góc màn, số còn lại nằm trong tay tên nguyên sư tóc trỏm. Yuji dùng dây cước trói hắn lại rồi quẳng xuống đất. Tuy bị rơi từ tầng 41 xuống nhưng đầu trỏm vẫn chẳng nhận tí thương tổn nào, kể cả khi Yuji và Megumi và các thức thần liên tục công kích, lão vẫn chẳng xi nhê gì. Trận chiến mỗi lúc một khó khăn hơn cho hai khứa chú sư, bởi sự vùng lên của đầu trỏm đánh ra sao cũng chẳng thể làm lão suy chuyển. Tầm này không thể dùng sức được nữa, phải động não rồi. Sau khi thăm dò chắc chắn đối phương không sở hữu khả năng vô hiệu hóa, đầu Tozua triệu hồi cả đàn thoát thố tấn công. Điều kỳ lạ là đầu trỏm bị một con va trúng, nhờ đó mà cậu đã hiểu ra thuật thức của lão. Liền lệnh cho cả đàn bao vây tên nguyên sư để trao đổi với Yuji về kế hoạch tấn công. Về cơ bản thì thuật thức của lão là nghịch đảo, đòn công càng mạnh thì sát thương càng ít và ngược lại, nhưng nó vẫn có phạm vi nhất định tùy theo từng đòn. Chưa kể hắn còn dùng thêm chú lực để gia tăng tự vệ. Vì thế cho nên khi gặp thầy Goju hay một thuật thức phức tạp, đầu trỏm chắc chắn gãy vì không điều chỉnh kịp. Sau khi thoát thố được giải, cả hai đã tạo ra những đòn tấn công cực nặng nhằm khiến lão lầm tưởng hai đứa đang công phun lực, rồi sử dụng hà môn tấn một đòn cực nhẹ, từ đó làm rối loạn thuật thức của lão. Tiếp đó là một combo tổng hợp liên hoàn từ Yuji và Megumi, khiến đầu trỏm xây sầm mặt mày, buộc hắn phải tìm cách tách khỏi áp lực không gãy ngay. Một khi đã biết được thuật thức của lão thì thắng trận không còn khó nữa. Yuji dừng cú đấm phun chú lực lại để bịp lão, rồi mới tung một cú bình thường. Cuộc chiến bế mạc với chiến thắng thuộc về phe chú thuật sư. Gốc màn bị phá, kết giới cũng bị hủy. Trong lúc hai đứa đang nói chuyện thì phát hiện Ino rơi xuống, may mà mọi người phối hợp ăn ý nên đỡ được, nhưng tình trạng thương tổn cũng nặng ra trò. Kẻ ra tay với Ino chính là con quỷ mà Goju đã tiêu diệt, Fushiguro.
Kaoru Toji đến với diễn biến của cuộc chiến tầng thượng. Ino với dáng linh thuật lai phóng thị thú của mình đã làm chủ thế trận khi hai bà cháu kia chỉ cam chịu thủ thế. Tuy nhiên đó chỉ là một phút nhún nhường mà thôi. Bà già kia sở hữu thuật thức gọi hồn nhập xác khi niệm đủ kinh, đồng thời đứa cháu dùng vật dẫn đã đưa ác quỷ trở lại dương gian. Đó là lúc Ino nhận cái kết đắng cho mình, nhưng không chỉ có Ino chịu cái kết đó, chính lão bà kia cũng không làm chủ được tình hình mà bị Toji hạ sát. Trước tình thế hiện tại rất cấp bách, Megumi và Yuji đã tách ra hành động. Đầu Tozuo sẽ đưa Ino ra ngoài, còn tóc hồng sẽ tiếp tục vào chiến trường. Điểm qua tình hình một số nơi khác, Mei Mei và Ui Ui đã xử lý xong tên nguyên sư. Phú bà đang đối mặt với Geto Fake để chào đàn trị khóa trên. Hắn đã triệu hồi một chú linh đặc cấp thần ung nhọt. Sau khi Geto Fake rời đi, con chú linh đã kích hoạt lãnh địa, nhốt Mei Mei vào trong quan tài kèm theo một hòn đá đè lên. Nhưng như thế không thể làm khó được phú bà. Sau vài lần quá trình tương tự diễn ra, Mei Mei đã nắm được điểm then chốt của lãnh địa, từ đó phối hợp với em trai đánh bại con nguyên hồn đặc cấp thoát khỏi lãnh địa. Kẻ tiếp theo Mei Mei đối đầu là Geto Fake, còn bên phía nhóm hai lúc này cũng chia ra thành hai nửa. Nobara và Nita sẽ lên mặt đất để cứu Ichiji, người hỗ trợ, còn Maki và Naobito sẽ tiếp tục chiến bên dưới. Giữa bối cảnh không có kênh thông tin liên lạc như thế này, vai trò của những người hỗ trợ là cực kỳ quan trọng. Trong lúc di chuyển đến đó, họ đã đối đầu với tên Haruta, thủ phạm đã ra tay với Ichiji để đảm bảo an toàn cho Nita. Nobara đã chỉ cho cô một lối đi đến chỗ của Ichiji, còn mình thì sẽ cầm chân tên này. Điều kỳ lạ là Haruta dường như không muốn đánh, vứt hết vũ khí đi, lại chỉ chăm chăm né đòn. Bề ngoài thì là thế, nhưng thực chất chính hắn mới là kẻ cầm chân Nobara để cho thanh kiếm bàn tay của mình đuổi theo Nita. Ngay khi phát hiện ra âm mưu của Nobara, Haruta lập tức đến nơi của cô hỗ trợ để giờ cho bắt nạt kẻ yếu. Nobara lấy làm tức lắm, tính cho hắn vùi thay Haruta dưới đất đá, nhưng thuật thức của hắn không cho phép. Trong một phút bất cẩn, Nobara đã trúng một đấm đến độ sang chấn não, giờ thì đã nữ bất lực thật sự. Cô chỉ có thể khiêu khích hắn để câu giờ để cơ thể hồi phục, nhưng Haruta cũng chẳng thích ngồi yên, cái mồm của hắn thì leo lẻo, còn tay chân không quên hành hạ Nita, không thể nhẫn nhịn thêm. Nobara cố gượng dậy vùng búa nhưng cũng lực bất tòng tâm, Haruta vẫn tiếp tục gáy bẩn. Nhưng cái mỏ hỗn của hắn đã đến hồi phải ngậm, bởi bố của hắn đã đến. Trước đó Nanami đã tìm được Ichiji, trên đường đến đây anh đã gặp nhiều hỗ trợ bị sát hại, khỏi nói cũng biết anh đang cáu đến mức nào. Haruta tấn công anh chẳng có chút xì nhê, còn khi Nanami đấm thì may cho hắn chứ vận chú lực không kịp là hẹo rồi. Nanami tra khảo Haruta về thông tin đám Geto, hắn một mực nói không biết, đã thế thì chịu rồi, một đấm cho cái tội láo cộng mỏ hỗn luôn. Haruta tính đánh lén nhưng bị Nobara chặn lại, nắm đấm này để trả cho những hỗ trợ đã hy sinh. Sức mạnh của Nanami khiến Nobara mắt chữ A mồm chữ O, một sức mạnh khủng khiếp của chú sư cấp 1. Trận chiến này thực sự quá nguy hiểm, phải ở cấp độ đó trở lên thì mới tham chiến sâu được, nên Nanami muốn Nobara đưa Nita ở lại chờ giải cứu. Trở lại với tình hình của Yuji, khứa tóc hồng đã va phải một kẻ đang lùng giết mình, chả cần dạo đầu gì cả, Choso lập tức vào trận luôn. Thuật thức của tên này tương tự như Kamo Noritoshi nhưng mạnh hơn rất nhiều. Sau màn chào đầu đục một lỗ trên tay Yuji, Choso cho cậu vài giây để thở, để trả lời cho hắn biết trước lúc ra đi, hai đứa em của hắn có chăn chối gì không. Choso chính là một chú thai cửu tướng đồ. Hai khứa bị Nobara và Yuji giết chính là em trai hắn. Khi biết em mình đã khóc khi ra đi, cơn điên của Choso bắt đầu phát tác. Yuji cảm nhận được nguy hiểm, vội lao đến ngăn hắn lại. Tuy nhiên sức của cậu chưa đủ, Choso với liên hoàn chiêu xích huyết cộng thêm thể thuật đã biến Yuji thành bao thịt. Thêm lần nữa tên chú thai tính dùng bách liễm để kết thúc Yuji, nếu tính sai để bị headshot thì cậu hẹo chặt. May là tình huống tệ đó đã không xảy ra. Cuộc chiến sau đó cửa trên hoàn toàn thuộc về Choso. Không biết vận may đã gánh Yuji bao nhiêu lần trước đối này rồi. Trong lúc căng thì Mekamaru gọi nhờ là đồng đội của Kamo, nên chàng người máy đã cho Yuji ít thông tin về các chiêu thức của thuật thức này. Điểm đặc biệt của xích huyết thao thuật là tụ máu. Mekamaru bảo Yuji dụ đối vào nhà vệ sinh. Ngay khi Choso mò tới nơi, hắn đã bị mắc bẫy, máu bị hệ nước làm tan khiến không thể cô đặc, từ đó thuật thức bị vô hiệu hóa. Thế trận kể ra đã cân bằng hơn, Choso tập trung vận máu trong cơ thể, sẵn sàng một kèo tay chân với Yuji. Khả năng chiến đấu của cả hai đều ở cấp độ cao, những chiêu thức không ngừng được tung ra. Trong khoảnh khắc Yuji nghĩ rằng mình có cơ hội thắng, Choso đã nén máu vào trong tay cho không dính nước, rồi tung một đường đạn xuyên thủng gan tóc hồng, nhưng Yuji vẫn lì. Sức mạnh anh em đồng chí đồng đội đã búp thêm cho cậu để chơi hiệp cuối, còn Choso hắn chủ động búp haki tiết canh lên tay, sẵn sàng đánh đổi nguy cơ máu đông đột ngột để chơi tất tay trong hiệp này. Hiệp cuối bắt đầu, thương tổn đã hạn chế di chuyển của Yuji, tuy cũng có phản kháng được giam chiêu nhưng như thế vẫn không đủ để có một thế trận tốt. Dù máu không đông được quá lâu nhưng Choso đã tận dụng rất tốt thời gian đó, đẩy Yuji vào thế chống đỡ khó nhọc. Mặc cho yếu đủ đường, tóc hồng vẫn ra sức cắn lại đối thủ. Từ đầu đến cuối cậu chưa từng dùng tay trái, đó chính là cơ hội để tung chiêu kết trận. Nhưng đời lại không như là mơ, Choso đã cố tình để bị dính đòn để có thể kết thúc Yuji. Trước đó hắn đã búp máu để nâng tính phòng thủ sẵn rồi, giờ chỉ có trời mới cứu được tóc hồng. Nhưng Choso đã ra đòn trượt, hắn bước đi loạng choạng, khuôn mặt hắn thất thần. Sukuna đã làm đó chăng? Không, không phải. Đầu hắn tràn về ký ức không tồn tại, cảnh hắn cùng những người em trai đang cùng đi dã ngoại, mà ở đó có cả Yuji. Ủa khoan, vậy là sao? What the hell? Chắc đó là suy nghĩ của Choso lúc này. Song song với cuộc chiến của Yuji, nhóm Nanami, Maki và Naobito đang phải đối mặt với deck gần version lột xác. Sau đợt phối hợp tấn công mở màn, phe chú sư đã có đánh giá bước đầu về thực lực của đối thủ. Sức mạnh của deck gần là cực kỳ khủng khiếp. Naobito
Obito biết điều đó, ông quyết định dùng tốc độ để chiếm lấy lợi thế trước khi chú linh dùng thuật thức. Chiến thuật này đã cho thấy hiệu quả bằng việc kích hoạt thuật thức của mình. Now Obito có thể chia một giây làm 24 phần, dùng tấm nhìn bản thân làm thị giác và tiến hành mô tả động tác dự định. Đối tượng bị ông chạm vào cũng sẽ hành động theo đơn vị 1/24 giây, dù là địch hay Now Obito. Nếu trong lúc thuật thức kích hoạt mà thay đổi động tác dự định giữa chừng, đều sẽ bị kẹt và đơ trong 1 giây. Tuy nhiên với Now Obito, khả năng phân cảnh và nhận thức thời gian trời phú đã giúp ông ta hạn chế được nguy cơ này. Dĩ nhiên Deccan không chịu thua dễ như vậy. Trong khoảnh khắc, Now Obito chợt nhận ra mình đang ở bờ biển. Hanami và Maki cũng thế, tất cả đã bị rơi vào lãnh địa của Deccan. Để tiếp tục cuộc chiến, Deccan cho sử dụng thức thần tấn công. Maki và Nanami đều dính đòn, riêng Now Obito vẫn thấy đẳng cấp khi ông đã kịp sử dụng thuật thức kháng lãnh địa để ngăn chặn đòn của chú linh. Màn khởi động thăm dò địch đã xong, giờ Deccan đã biết cần tập trung tiêu diệt ai rồi. Một đám thức thần xuất hiện về phía các chú sư. Trong lúc suy tính trước làn sóng hải sản, Now Obito đã không phát hiện ra Deccan lao đến, hậu quả là ăn một quyền văng tít mù. Đám thức thần hải sản này thực sự khó chịu, tất cả giờ đều không thể thoát khỏi vòng công kích. Trong lúc Deccan đang tính biến Maki thành sashimi thịt người thì lãnh địa của nó đột nhiên bị đục một lỗ, bởi lãnh địa bóng chứa Pokemon của Megumi. Đầu tua rua còn mang quà đến cho đàn chị với du vân trong tay. Maki tự tin ra đòn hơn hẳn. Chính sự xuất hiện của Megumi và lãnh địa của cậu ta đã khiến hiệu quả lãnh địa của Deccan giảm xuống. Vì thế ưu tiên của chú linh bây giờ là giải quyết tên phá bĩnh, nhưng Nanami không cho phép. Trong lúc Nanami bảo kê cho Megumi, hai nhân tộc nhà Zenin sẽ chăm sóc Deccan, dù cho cả hai cũng thương tật chẳng nhẹ. Now Obito thậm chí còn thành dương quá, tình thế này không thể kéo dài quá lâu. Megumi tính sẽ đục một lỗ trên lãnh địa, nơi cậu đang đứng chính là rìa. Đầu Tozua sẽ cố giữ lỗ hổng trong vài giây, đủ để cho ba người kia thoát ra, còn riêng cậu sẽ có cách khác. Ngay lập tức Nanami triệu tập hai người kia lại. Dù Deccan đã nhận ra nhưng hắn không thể ngăn cản. Nhưng lúc quan trọng lại có biến. Toji, Shinja, tất cả đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của hắn, đặc biệt là Maki. Lần đầu tiên cô thua một kẻ khác về sức. Toji đã lấy du vân, giờ tất cả cun cút ra cho anh thể hiện. Về cơ bản thì thuật lên đồng sẽ hết hiệu lực khi chủ xác cạn chú lực, nhưng trường hợp của Toji thì khác biệt, cơ thể không hề tốn chú lực. Giờ đây Toji sẽ có thể chiến đấu cho đến khi vật chứa nát. Hắn giờ là một con rối sát thủ cực kỳ đáng sợ, và mục tiêu của hắn luôn là kẻ mạnh nhất. Một chú linh sở hữu thuật thức bá đạo lại còn đang trong lãnh địa. Các thức thần của hắn từng con một với đủ loại kích cỡ tấn công, nhưng không một lần nào chúng làm Toji thương tổn. Thế trận hoàn toàn nằm trong từng đường côn của hắn, sức chiến đấu không thể khủng khiếp hơn. Khi đã chơi đủ liều rồi, Toji vót nhọn hai đầu du vân để chuẩn bị kết thúc cuộc đời con chú linh đặc cấp. Nhưng Deccan vẫn còn cơ hội. Lãnh địa của Megumi đang yếu đi, chỉ cần câu giờ cho đến khi hàng của đầu Tozua biến mất, hắn sẽ có cơ hội giành được chiến thắng. Now Obito xây đéo, Toji lao đến hy sinh du vân, chọc hai nhát rồi cứ thế lấy đầu mà dã, cho đến khi Deccan hẹo mới thôi. Lãnh địa được giải, nhưng trước mắt các chú sư là một kẻ còn ghê gớm hơn con chú linh bạch tuộc. Giữa bầu không khí căng thẳng đó thì Megumi đã bị ném ra ngoài mà chẳng hiểu lý do. Thôi xong, đéo ổn rồi, giờ khứa này phải solo với ông già của mình sao? Kiếp nạn vừa qua tam tai lại tới, lần này nhóm của Nanami đụng độ với Jogo. Không cần quá rườm rà, lần lượt Nanami và Maki bị hỏa nguyên cho rụi. Riêng Now Obito có cố gắng nhưng cũng không thể thoát thân. Trong khoảnh khắc chuẩn bị kết liễu Now Obito, Jogo chợt cảm được hơi thở của Sukuna. Khi hắn mò đến thì phát hiện ra hai đứa dưới trướng Geto ở đó. Những họa tiết trên gương mặt Yuji chứng tỏ hai nhỏ kia đã cho tóc hồng sực ngón tay. Ngay lập tức Jogo cho hai bé về chầu trời, rồi cho Yuji nuốt thêm chục ngón tay nữa. Yuji có thể kiểm soát được cơ thể nếu mỗi ngày ăn một ngón, nhưng 10 ngón trong một ngày khó. Khi ấy Sukuna sẽ tỉnh giấc. Lúc này hai đứa trẻ cũng hồi tỉnh, nhờ trước khi bị Jogo phóng hỏa chúng đã dùng thuật thức nên đã cứu được mạng. Jogo chưa kịp ra tay thêm lần nữa thì đã bị mất một tay. Sukuna đã thực sự xuất hiện ngay khi cảm nhận được sát khí đáng sợ của vua nguyền hồn. Dù là người hay chú linh đặc cấp cũng phải run sợ. Trước vị vua nhớ đừng có để đầu cao quá, mà quỳ thì đừng có mà quỳ một chân. Sukuna cho phép hai đứa trẻ kia được thỉnh cầu. Chúng muốn vị vua tiêu diệt tên Geto phách để lấy lại xác của chủ nhân. Một ngón mà đòi hỏi à? Hẹo, léo nhéo, điếc tài, hẹo. Giờ đến phiên Jogo, chú linh khôn hơn. Hắn bày tỏ mong muốn hồi sinh Sukuna hoàn toàn bằng cách đặt khế ước trước khi Yuji hồi tỉnh, nhưng Sukuna không thích. Hắn đã có kế hoạch cho riêng mình. Tuy nhiên nếu Jogo đánh trúng hắn một lần thì Sukuna sẵn sàng làm việc như bậc tôi tớ cho Jogo. Thỏa thuận được thông qua, trận chiến bắt đầu. Tình hình phía Megumi không được khả quan cho lắm. Hai bố con đang vui đùa với những trò chơi cảm giác mạnh. Megumi đã cố gắng sử dụng thức thần tấn công bằng những cách cực kỳ thông minh, nhưng vẫn khó thoát được tốc độ của Toji, thậm chí còn nhận một xiên nơi mạn sườn. Lúc này Toji mới nhận ra đó là thằng con mình. Hắn đã từng bán Megumi cho nhà Zenin, nhưng thật may đầu Tozua vẫn mang họ Fushiguro. Toji tự hủy bản thân, kết thúc sự hồi sinh của mình. Với vết thương sau cuộc vui chơi với bố, cộng thêm hao tổn chú lực trong cuộc chiến lãnh địa, đã khiến Megumi suy kiệt, để rồi bị tên Haruta đánh lén. Trở lại với cuộc chiến giữa Jogo và Sukuna, không quá khó đoán khi vua lời nguyền áp đảo triệt để. Jogo tuy tấn công liên tục nhằm kiếm cơ hội, nhưng mọi nỗ lực của hắn đều bị sức mạnh của Sukuna chà đạp. Hắn thực chất cũng hiểu mình không phải đối thủ của vua lời nguyền, nhưng hắn vẫn cố hết sức để liều một phen. Ở một nơi khác, nhóm ba đang chạm mặt với những nguyền sư của Geto Ryo. Đen cho họ là Sukuna đã đến đó. Hắn lệnh cho tất cả phải đứng yên khi nào được phép mới di chuyển. Sukuna vừa dứt lời cho phép thì cầu lửa của Jogo vừa rơi tới. Hỏa nguyên tự tin đã ăn được vua lời nguyền, đấy là hắn tưởng thôi, chứ thực tế phũ hơn nhiều. Nể hôm nay có hứng, Sukuna sẽ chiến
chiến với Jogo theo phong cách của nó. Hai bên đều vận chú lực sẵn sàng đòn hỏa công. Tầm này ai hơn ai thì sẽ rõ. À đâu, ai hơn ai thì rõ quá rồi chứ. Nhưng ít nhất là hắn vẫn nhận được lời công nhận thực lực từ chính vua Nguyền Hồn. Jogo đã bị thanh tẩy. Sau đó Uraume, một nguyên sư từng phục vụ Sukuna xuất hiện. Hắn đến để đón chủ nhân của mình. Nhưng bây giờ vua lời nguyền có việc gấp, hắn yêu cầu Uraume chú tâm chuẩn bị cho ngày mình hồi sinh rồi rời đi ngay lập tức. 23:05, Shibuya, trước Daogenkas 109, Megumi thân tàn ma dại đang lê từng bước trước sự truy đuổi của Haruta. Cậu quyết định triệu hồi quân Joker của mình. Con hàng này rất mạnh nhưng chưa được thuần hóa. Thức thần mạnh nhất Bát Ác Kiếm, dị giới thần tướng Mahoraga. Megumi gửi lời chào tạm biệt rồi bị thức thần của mình đánh bay. Trong khoảnh khắc sắp bị Mahoraga tiêu diệt, Haruta lại được Sukuna cứu. Thật may là vua lời nguyền đến kịp. Megumi trước đó đã gán Haruta vào nghi lễ trừ tà. Một khi tên nguyên sư chết thì đầu tua rua cũng hẹo theo ngay. Để cứu được mạng Megumi, Sukuna buộc phải hạ bằng được Mahoraga để nghi lễ kết thúc. Cuộc chiến này thực sự rất mãn nhãn, khuyên anh em nên xem trực tiếp để cảm nhận sự đỉnh cao của nó. Trận này Sukuna vẫn cửa trên nhưng không hoàn toàn chiếm thế thượng phong, một phần vì độ châu chó của Mahoraga, phần quan trọng hơn cả là khả năng đáng sợ của nó. Cứ mỗi khi dính một đòn cực nặng, bánh xe trên đầu Mahoraga sẽ quay, khi đó thức thần này sẽ thích nghi với kỹ năng của đối thủ. Khả năng này thực sự đã làm khó Sukuna, buộc vua lời nguyền phải dùng đến lãnh địa. Lãnh địa của Sukuna khác với kẻ khác ở chỗ nó không tạo kết giới giới hạn không gian mà là một không gian mở. Sukuna có thể ra đòn ở khu vực bán kính 200m, nhưng vì lo ảnh hưởng đến Megumi nên hắn đã rút còn 140m. Đòn chém của Sukuna có hai loại: bát cho những kẻ có chú lực, chạm cho kẻ không có. Mahoraga sẽ liên tục nhận đòn cho đến khi lãnh địa được giải. Nhưng nếu thức thần này thích nghi được với bát thì sẽ là một vấn đề khác. Khi vòng đời tái sinh của Mahoraga sắp kết thúc, Sukuna bồi thêm một đòn hỏa công. Sức hủy diệt của combo đòn đã thực sự đánh bại được Mahoraga. Haruta được Sukuna thả đi, nhưng mà là đi về địa ngục. Thuật thức của Haruta cho phép hắn tích góp những may mắn nhỏ nhặt, gộp lại lưu trữ dưới dạng hoa văn ở dưới mắt hắn. Khi hắn rơi vào nguy kịch thì nhả ra. Nhưng Haruta đã dùng hết trong trận với Nanami rồi. Để có được chiến thắng đó, Sukuna đã hủy diệt một phần Tokyo. Hắn còn tàn độc hơn khi để Itadori Yuji chứng kiến sự thảm khốc này. Những ký ức kinh hoàng trong cuộc chiến nhảy vào tâm trí Yuji như nhấn chìm cậu vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không phải thời gian để đau đớn, cậu cần sửa sai bằng cách chiến đấu và không để cho điều tương tự xảy ra. Nói là thế nhưng với một người như Yuji thì những chuyện vừa xảy ra đã tác động rất lớn đến tinh thần của cậu. Sau khi bị trúng đòn của Jogo, Nanami chưa chết hẳn, anh lết từng bước di chuyển nặng nhọc, nhớ lại khát khao được đến thăm bãi biển Malaysia. Một tay anh giải quyết một đám biến dị nhân, nhưng trước Mahito thì không thể. Trong giây phút cuối đời mình, Nanami đã gặp lại Haibara, người bạn thân của anh. Cậu ấy chỉ vào Yuji ở phía sau, nhưng Nanami không thể. Anh không thể nói gì để rồi thành nguyền Yuji được. Lời chào của người đàn anh dành cho Yuji chỉ là giao hết mọi việc lại cho cậu. Bùm, Nanami đã ra đi. Trong cơn cuồng nộ, Yuji lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống con chú linh chết tiệt. Trận lượt về giữa Yuji và Mahito bắt đầu. Bên cạnh đấu võ bằng tay chân, bằng thuật thức, Mahito còn dùng cả võ mồm để đánh vào tâm trí của Yuji. Nhưng thân là học trò của Nanami, cậu sẽ không để cho bản thân mình mất bình tĩnh. Vì vô vi chuyển biến không có tác dụng với tóc hồng nên kèo này hai bên solo tay chân. Xét đấu đối kháng cơ bản thì chú linh phải gọi Yuji bằng bố. Hắn biết mình thua thiệt nên phải tận dụng tối đa những biến dị người để cân thế trận. Trong quá trình đuổi nhau, Mahito liên tục dùng con người như công cụ, hết chặn Yuji tiến công đến đặt bẫy khiến cậu phải khốn đốn. Trước đó khi bắt đầu trò chơi với Jogo, Mahito đã phân thân cơ thể ra, bản gốc đang chiến với Yuji, còn bản cóp thì đang chạm mặt với Nobara. Qua cách nói chuyện của cô, Mahito cóp nhận ra đối thủ là người thân thiết với Yuji. Nếu bồi thêm cảnh ra tay với Nobara nữa, chắc chắn tóc hồng sẽ gục ngã thôi. Vấn đề là đánh bại Nobara không dễ như thế. Cô ả cố gắng không để cho chú linh chạm vào mình, đồng thời phản công. Tuy nhiên là một việc song song đôi khi cũng khó. Kỹ thuật đinh búa của Nobara xem chừng vô hạn. Thôi thì méo mó có hơn không. Đó là điều Nobara muốn để đối phương biết, để hắn khinh địch rồi mới dùng tuyệt kỹ quyết định cộng hưởng, một đòn gây thương tổn đến tận linh hồn của Mahito. Thiên địch của hắn không chỉ có Itadori Yuji mà còn có Kugisagi Nobara. Chính nhờ đòn cộng hưởng đó, bản chất của Mahito fake đã bị vén màn, còn bản real thì bị Yuji cho ăn hành không thương xót. Yuji không chỉ nhận được cơ hội từ Nobara, mà đó là một cú búp tinh thần cực mạnh cho tóc hồng. Cậu không hề độc chiến. Trước tình hình quá căng cực ở cả hai mặt trận, Mahito chỉ còn một nước duy nhất chạy. Cả Yuji và Nobara đều cố gắng dí theo. Tóc hồng cứ nghĩ rằng hai bản thể sẽ khắc nhập để cùng chiến với mình, nhưng không. Mục tiêu mà chúng hướng tới là Nobara. Cô đã bị chạm trúng. Trong khoảnh khắc ấy, Nobara đã nhớ về quá khứ của mình, một dấu hiệu không ổn đối với một nhân vật anime. Sau lời nhắn gửi cho mọi người, Nobara đã gục ngã. Thêm lần nữa Yuji bị Mahito đánh bại. Trong lúc Yuji còn đang thất thần trong đau khổ thì Mahito đã lấy cậu để check con hàng mới có hắc thiểm, rồi một lô lốc quăng quật vừa đánh. Mahito vừa khẳng định bản chất của hắn và Yuji giống nhau, cả hai đều làm theo bản năng của mình, lời nguyền hay con người. Cuộc chiến này sẽ quyết định chủng tộc nào sẽ tồn tại. Yuji tầm này tâm đã hấp hối, Mahito muốn làm gì thì làm, nhưng có kẻ đã can thiệp. Bro của Yuji, Todo Aoi, anh muốn thúc thằng em dậy chiến tiếp, nhưng Yuji đã cạn động lực. Đồng đội ngã xuống quá nhiều, lại thêm mặc cảm vì mình là đồng phạm của Sukuna, cậu đã hết niềm tin vào chính mình rồi. Todo không cho là vậy, thân là đàn ông không được bỏ cuộc, đặc biệt lại còn là chú thuật sư.
sư. Họ còn sống tức là đồng đội chưa bạn. Yuji phải thực hiện những gì mà người ngã xuống đã giao phó. Người hỗ trợ đi cùng Todo lập tức chữa thương cho Yuji, tuy chỉ phần nào giảm đau với cầm máu. Nobara cũng được chữa trị bằng cách tương tự, tuy không chắc chắn cứu được nhưng còn nước là còn tát. Yuji phần nào đã được an ủi, cậu sẽ kế thừa mọi thứ của Nanami, tập trung hoàn toàn vào việc cùng Todo thanh tẩy Mahito. Sau một hồi trao đổi chiêu thức gọi như là chào trận, Mahito đã phần nào thấy được tình hình trận chiến. Cả hắn và Yuji đều đã bị hao mòn, trong khi Todo thì vẫn phun lực. Tuy nhiên Todo không như Yuji, chỉ một chạm là bay máu luôn, nên Mahito ưu tiên diệt Todo trước. Với thực lực của mình hiện tại, Todo chỉ có thể làm công tác support cho Yuji mà thôi. Mahito đã thức tỉnh hắc thiểm, Yuji cũng đã tiến bộ rõ rệt. Todo không cho phép mình bị bỏ lại. Giờ đây cả ba người đã dùng đến 120% linh hồn. Kẻ nào có thể phát huy được tối đa tiềm năng của mình thì sẽ định đoạt toàn thế cục. Bữa tiệc nguyên rủa hồi kết bắt đầu. Mahito cho trộn lẫn những linh hồn lại với nhau để tạo ra một đồng phân đa hồn. Bình thường biến dị nhân chỉ mạnh tương đương nguyên hồn cấp 3, quá lắm là 2, nhưng con này gớm hơn, khiến Todo bị đòn đau phết, nhưng sức chịu đựng của nó khá yếu, một đấm là gục. Những con như này thực tế chỉ bùng cháy một lúc xong lại hoàn yếu thôi. Mục đích thực sự của Mahito là để cho đám đó cầm chân Todo để mình có thể solo với Yuji, nhưng vấn đề là chúng nó yếu quá không đủ đô. Một khi Todo và Yuji kết hợp thì đời nào mới đánh chúng. Giờ chỉ có nước bành trướng lãnh địa mà cũng meo ổn, lỡ đụng Sukuna thì toang. Thế chỉ có nước hợp theo Gozu. Mahito sẽ kích hoạt lãnh địa trong 0.2 giây. Trong khoảnh khắc đó, Yuji lao đến trước lãnh địa mở rộng, còn Todo lập tức khai triển giản dị lãnh địa, nhưng tất cả đã chậm một bước. Hắn không chỉ thoát khỏi nguy cơ từ Sukuna mà còn xin được cánh tay của Todo. Mahito lập tức tiếp cận chàng trai to xác, vì chưa hồi được thuật thức nên hắn chỉ dùng hắc thiểm để tấn công. Cũng may Todo đã phủ một lớp chú lực lên bụng, chứ không dính quả đấy có khi hẹo luôn. Nhưng lần này thì không may được như thế, Todo chỉ đánh chơi liều, vỗ vào tay của Mahito để đổi chỗ cho Yuji tung hắc thiểm. Bàn tay của anh bị hủy, chăm sự bây giờ nhờ vào Yuji. Quanh đi quẩn lại là hai khứa này va chạm. Thực ra Yuji sẽ phải đấu với khứa khác. Mahito 2.0 biến sát linh thể. Khi trải nghiệm hắc thiểm, Mahito đã chạm đến đỉnh cao khi vô tình nắm được bản chất linh hồn của mình. Cái chết của Yuji sẽ hoàn thiện cho sự sống mới này của hắn. Cuộc chiến bây giờ thượng phong về hướng Mahito. Cơ thể hắn còn cứng hơn huyết giáp của Choso. Những đòn tấn công của Yuji trở nên vô hiệu. Mahito giờ quá mạnh. Yuji cần hắc thiểm nhưng không phải cứ muốn là được. Tuy nhiên với hào quang của main thì sẽ luôn có ngoại lệ. Yuji giờ mạnh đến độ khiến cho đối thủ cảm thấy cậu có thể tung hắc thiểm bất cứ lúc nào. Trong lần đối mặt này, Mahito tính sẽ giải phần cơ thể bị Yuji đánh vào, rồi búp thêm chú lực phòng vệ, tận dụng cơ hội one hit lấy mạng tóc hồng. Nhưng hắn đâu ngờ Yuji có kính đình quyền, khiến Mahito bị hẫng. Thuật thức của Todo đã chết, nhưng nó đã khiến cho Mahito lầm tưởng bị dịch chuyển, tạo cơ hội cho Yuji tung một đòn hắc thiểm phun chú lực, đưa Mahito về với hình dạng cũ. Đã thế còn hết hàng biến dị nhân để dùng, giờ hắn trông Yuji như thấy bố. Yuji thề hứa đảm bảo bất cứ khi nào Mahito hồi sinh thì cậu sẽ thanh tẩy hắn ngay lập tức. Mahito chỉ biết bỏ chạy như đám thỏ, còn Yuji thì như đàn sói săn mồi. Quả này không bị thanh tẩy thì phí, nhưng chưa kịp xuống tay thì Geto Fake đã đến. Nếu ai lo cho phú bà Mây Mây thì cô đã sang bên Malaysia rồi nhé. Thấy cái tên Geto, Yuji liền lao đến phần để ngăn hắn cứu đồng minh, phần nữa là đòi lại thầy Gozu. Nhưng lực của tóc hồng lúc này đã kiệt, chỉ với hai nguyên hồn đã khiến Yuji gục ngã. Mục đích của Geto Fake cũng chẳng phải để cứu Mahito, thay vào đó hắn muốn thu phục nhân nguyên để chuẩn bị cho kế hoạch khác. Các chú thuật sư của Kyoto đã đến nơi, họ nhắm thẳng Geto Fake mà công, nhưng họ cũng chưa đủ tầm. Choso cũng đã đến, hắn phát hiện ra tên Geto Fake kia chính là một trong ba đấng sinh thành của hắn, kẻ đáng hận Kamo Noritoshi. Không phải khứa này, spoil chú tên thực sự của Geto Fake là Kenjaku. Do ảnh hưởng của thuật thức, Choso có thể cảm nhận được các em của mình. Hắn có cảm xúc với Yuji, nói cách khác Yuji chính là em trai hắn. Suýt chút nữa Choso đã giết em mình, hắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho tên khốn Kenjaku. Uraume xuất hiện chen ngang chặn một đòn bách liễm lại, nhưng không ngăn được cơn điên của Choso. Cuộc chiến giữa hai cha con diễn ra đúng với chức bố. Kenjaku tuy không quá tốn sức vẫn làm chủ thế trận, khiến cho Choso tuy đã cố hết mình nhưng cũng bất lực. Thực lực hai bên đã quá chênh lệch, đám Yuji tính lao đến một lèo giải quyết luôn, nhưng Uraume đã ra tay, tất cả đều bị đóng băng. Quả này mà nhích không cẩn thận là thành ngàn mảnh ngay. Kenjaku bảo Uraume đừng có mà manh động, hắn cần các chú sư về báo tin, nhưng Uraume ứ chịu. Khi Uraume tính lấy mạng Choso, Yuji đã lao đến ngăn cản, cộng thêm Momo nữa, tất cả sẽ lao lên một lượt. Nhưng chưa kịp làm thế thì cả bọn đã lại dính trưởng băng của Uraume, hắn diệt tất bỏ lại mỗi Yuji thôi. Giữa lúc nguy cấp đó, Tsukumo Yuki đã đến. Mục đích của cô và Geto trước đây hay Kenjaku bây giờ là giống nhau, nhưng họ chọn lối đi khác biệt. Suốt nhiều cuộc đời của mình, Kenjaku đã cố tìm cách, nhưng chỉ có tối ưu chú lực mới là tốt nhất. Hắn đã hấp thụ được thuật thức của Mahito rồi triển khai nó. Mục đích của Kenjaku là dùng vô vi chuyển biến kích hoạt những ấn chú từ xa mà hắn đặt lên hai loại phi thuật sư. Loại một là những kẻ ăn chú vật như Yuji, những chú vật đó là những khế ước mà hắn có được với nhiều chú sư trong quá khứ. Loại hai là những kẻ có thuật thức nhưng cấu trúc não không phù hợp như Junpei. Kenjaku đã chỉnh não cả hai về trạng thái thuật sư. Những con người đó sẽ đấu đá lẫn nhau để tìm hiểu về thuật thức của mình. Thế giới của sau này sẽ quay về thời đại phồn thịnh nhất với giới chú thuật. Những ngày sau đó, nước Nhật nói chung và Tokyo nói riêng rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng thấy. Số lượng chú linh quá nhiều, các phương án đề ra đều rơi vào bế tắc. Thông báo từ tổng giám bộ chú thuật: 1. Xác thực Geto Suguru còn sống, một lần nữa tuyên án tử. 2. Goju Satoru là đồng phạm gây ra biến cố Shibuya, bị trục xuất vĩnh viễn, mọi hành vi giải cứu Goju đều bị coi là phạm tội. 3. Yaga Masamichi đã
xúi giục Goju và Geto gây ra biến cố Shibuya nên kết án tử hình. 4. Hủy lệnh hoãn thi hành án với Yuji nên nhanh chóng xử tử. 5. Chỉ định người hành quyết là Okosu Yuta. Diễn biến tiếp theo sẽ ra sao thì đến với season sau sẽ rõ. Còn bây giờ tôi quản quạ. Xin chào và hẹn gặp lại.